Bất bại chiến thần, vạn thế chiến thần, Dương Thanh. Tập 6. Tiễn anh lên đường. Vệ sĩ của Tần Phi nghe xong, không chút do dự xông tới chỗ Dương Thanh. Thế nhưng Dương Thanh vẫn thong thả bước về phía trước như không thấy gã vệ sĩ đang lao vào mình. Anh rể cẩn thận. Mặc dù Tần Y biết Dương Thanh lợi hại nhưng vẫn không kìm được hô lên. Châu Ngọc Thúy lại nở nụ cười âm độc, không hề lo lắng mà còn rất mong chờ. Tần Phi thấy Dương Thanh không tránh né, bật cười, chắc là thằng nhãi này bị dọa ngây người, quên cả tránh né. Đây là cao thủ tao mất 100.000 mới thuê được, nhất định mày phải chết. Nếu anh ta biết lúc trước nhà họ Hùng từng tốn mấy triệu mời ông Hoàng võ sĩ Châu Phi Sâm Ba tới để đối phó Dương Thanh, không biết anh ta sẽ nghĩ gì. Lúc anh ta đang cười sang sảng, gã vệ sĩ đã vò tới trước mặt Dương Thanh, tung nắm đấm ra. Dầm! Dương Thanh lười biếng đạp một cái, cơ thể nặng gần 100 ký của gã vệ sĩ bay ra xa mười mấy mét, rơi vào cỗ quan tài chưa kịp dỡ trên xe tải. Ngay sau đó, gã vệ sĩ ngất xỉu. Thấy vậy, tất cả đều lặng người. Người bình thường có thể đá một người đàn ông nặng gần 100 ký bay xa mười mấy mét sao? Dù nói ra cũng không ai tin, nhưng giờ đây mọi người đều được tận mắt chứng kiến. Tên đốc công đội phá rỡ nhìn sang góc biệt thự đã bị đào ra kia, sợ hãi run cầm cập. Tần Phi chợt im bặt, toàn thân cứng đờ. Anh ta tốn 100.000 mới thuê được gã vệ sĩ này, vậy mà gã chưa chạm được vào người Dương Thanh đã bị đá bay. Châu Ngọc Thúy trợn trừng mắt, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà. Nhớ lại ngày trước mình từng sỉ nhục Dương Thanh, vừa rồi còn bắt anh quỳ xuống cầu xin Tẩu Phi, thậm chí còn định đánh anh, bà ta sợ suýt ngất đi. Chỉ có Tần Y hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh nói cho dù phải san bằng chỗ này cũng không muốn cho gia đình tôi ở đây. Anh nói chuẩn bị 5 cỗ quan tài này cho chúng tôi sao? Đến cả con gái tôi cũng có. Anh còn nói muốn bắt tôi quỳ xuống cầu xin anh. Bây giờ, anh còn muốn san bằng chỗ này nữa không? Còn muốn chuẩn bị quan tài cho con gái tôi nữa không? Còn muốn bắt tôi quỳ xuống cầu xin nữa không? Giọng nói của Dương Thanh cực kỳ lạnh lẽo, ngay lúc lớn tiếng. Trong lúc nói, anh đã đi chỗ Tần Phi, bóp cổ anh ta. Tôi không chỉ bỏ qua cho anh một lần, cũng không chỉ cảnh cáo anh một lần. Làm gì tôi cũng được, nhưng không được phép làm hại người nhà tôi. Nếu anh đã không chịu nghe, tôi sẽ lấy mạng anh. Anh khẽ dùng sức, Tần Phi bị nhấc khỏi mắt đất. Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt hoảng sợ của Tần Phi, thản nhiên nói, bây giờ anh có lời trăng trối gì không? Nói xong tôi tiễn anh lên đường. Nghe vậy, Tần Phi sợ đến xón tiểu ra quần. Anh ta bị Dương Thanh bóp cổ, không nói được nên lời, chỉ có thể giãy đành đạch. Đội phá rỡ đều choáng váng, Dương Thanh thật sự muốn giết người sao? Châu Ngọc Thúy bị hết thảy trước mắt dọa sợ không dám hé răng nửa lời. Sau một hồi ngơ ngác, Tần Y vội vàng xông tới, anh rể đừng kích động, thả anh ta ra đi. Giết anh ta không đáng, anh hãy nghĩ tới chị em, nghĩ tới Tiêu Tiêu. Nếu vì giết người mà anh bị bắt đi, bọn họ phải làm thế nào? Bởi vì không thở được, mặt mũi Tần Phi bắt đầu tím tái lại, hai đồng tử rệu rã ra. Anh buông tay ra đi, Tần Phi sắp chết rồi, Tần Y thấy Tần Phi sắp chết, hoảng sợ gào lên. Cô ta rất lo Dương Thanh sẽ bị bắt vì tội giết người. Đương nhiên Dương Thanh sẽ không để Tần Phi chết dễ dàng như vậy, chỉ muốn cho anh ta cảm nhận sự tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Dầm! Cuối cùng Dương Thanh cũng buông tay, Tần Phi mềm oặt ngã xuống đất, vội vàng hít lấy hít để, sắc mặt mới bớt tái xanh. Tần Y cũng bị dọa sợ. Nếu Dương Thanh không buông tay, chỉ 10 giây nữa thôi Tần Phi cũng có thể ngạt thở mà chết. Châu Ngọc Thúy cũng nhún chân ra, không ngờ Dương Thanh lại hung ác tới vậy. Có lời gì trăng trối thì nói đi. Nói xong, tôi sẽ tiễn anh lên đường. Tần Y vừa mới thở phào, Dương Thanh lại lặp lại câu nói vừa rồi. Cô ta hoảng hốt nói, anh rể, anh. Y, bọn họ làm gì anh đều nhìn được, nhưng Thanh Tâm và Tiêu Tiêu là giới hạn cuối cùng của anh. Tần Y chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Thanh chen vào, ai dám hại bọn họ, anh đều không bỏ qua. Tần Phi nhất định phải chết. Dương Thanh, cậu không thể giết tôi. Nhà họ Tần đã xây dựng quan hệ với nhà họ Quan. Tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần. Cậu mà giết tôi, ông nội sẽ không tha cho cậu đâu. Trải qua cảm giác tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết, Tần Phi vốn tưởng Dương Thanh đã tha cho mình,
Nào ngờ anh còn muốn giết mình, lập tức bị dọa tè ra quần, quỳ xuống chân Dương Thanh xin xỏ. Vừa rồi còn dõng dạc tuyên bố muốn bắt Dương Thanh quỳ xuống cầu xin mình, bây giờ anh ta lại là người quỳ, thật nực cười. Lúc này, Tần Thanh Tâm cũng đã đưa Tiêu Tiêu đi học xong quay về tới nhà. Thấy Tần Phi quỳ xuống cầu xin Dương Thanh tha thứ, cô kinh ngạc không biết chuyện gì đã xảy ra. Chị mau khuyên anh rể đi, anh ấy muốn giết Tần Phi, Tần Y vội vàng chạy tới. Bấy giờ Tần Thanh Tâm mới biết tại sao Tần Phi quỳ xuống trước mặt Dương Thanh. Cô sốt ruột chạy đến khuyên nhủ, Dương Thanh, anh đừng kích động. Dương Thanh nhìn Tần Thanh Tâm, lạnh lùng nói, em cũng biết Tần Phi là loại người gì. Hôm nay anh ta chuẩn bị quan tài cho cả nhà chúng ta, sau này chắc chắn sẽ muốn lấy mạng chúng ta. Anh quyết không cho phép chuyện này xảy ra. Dương Thanh, tôi thề sau này sẽ không gây sự với cậu nữa, Tần Phi lập tức giơ tay thề thốt. Dương Thanh cười lạnh nói, nếu lời anh nói có thể tin được, lợn sẽ biết trèo cây. Hôm nay anh phải chết. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm thấy Dương Thanh cứng rắn kiên định như vậy, khác hẳn bộ dạng cam chịu ngày thường. Dương Thanh, anh! Tần Thanh Tâm đang định lên tiếng thì bị Dương Thanh ngăn cản, Tâm, em muốn anh làm gì anh cũng nghe. Nhưng duy nhất chuyện này thì không được, anh ta không chết, anh sẽ rất bất an. Coi như là vì em và con gái, hãy cho anh tự quyết định một lần. Đúng lúc ấy, Tần Phi vốn đang quỳ xuống chợt thò tay vào trong áo lấy ra một con dao sắc nhọn lao về phía Tần Thanh Tâm. Anh ta biết mình không giết được Dương Thanh, chỉ có thể đổi sang Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm tỉnh ngộ. Tần Phi cũng không định giết Tần Thanh Tâm mà chỉ muốn bắt cô làm con tin. Chỉ khi thoát khỏi đây, anh ta mới có cơ hội tìm được cao thủ mạnh hơn để đối phó Dương Thanh. Chị cẩn thận. Tần Y thấy vậy, lập tức hét lên một tiếng. Dương Thanh cũng không ngờ Tần Phi còn dám dùng dao, tức tốc ôm chặt lấy Tần Thanh Tâm. Phập! Lưỡi dao trong tay Tần Phi đâm thẳng vào ngực Dương Thanh, máu tươi túa ra như hoa hồng nở rộ, nhanh chóng nhuộm đỏ áo của anh. Thời gian tựa hồ như ngừng lại, tất cả đều ngơ ngác. Đến cả Tần Phi cũng bị sốc, đúng là anh ta muốn giết Dương Thanh nhưng cũng biết rõ bản thân không phải đối thủ của anh. Nào ngờ đánh bậy đánh bạ lại đâm anh một nhát. Dương Thanh! Anh rể! Tần Thanh Tâm và Tần Y đồng thanh hô lên. Tần Y lao tới như gió. Tần Phi cũng lấy lại tinh thần, điên cuồng cười lớn. Dương Thanh, mày cũng có ngày hôm nay. Ha 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 ha, ánh mắt Dương Thanh tràn đầy lạnh lùng, tự tạo nghiệt không thể sống. Dứt lời, anh giơ chân đá một cái khiến Tần Phi cũng bay ra xa rơi vào quan tài như gã vệ sĩ anh ta thuê tới. Với sức mạnh khủng khiếp của Dương Thanh, Tần Phi đã ngất xỉu từ giây phút bị anh đá vào. Dương Thanh thuận tay rút con dao khỏi ngực, ném xuống đất. Vết thương như này chỉ là trò trẻ con đối với anh. Lúc ở biên giới phía Bắc, anh đã suýt chết không biết bao nhiêu lần trong lúc chiến đấu, toàn thân dày đặc vết thương. Em sẽ đưa anh đi bệnh viện ngay, Tần Thanh Tâm thấy quần áo của Dương Thanh bị nhuộm đỏ, nước mắt rơi lã chã. Tần Y cũng khóc nức nở, không cho Dương Thanh từ chối đã nói, em đi khởi động xe, chị dìu anh rể đi. Dứt lời, Tần Y vội vàng chạy ra xe. Dương Thanh vừa hận nhà họ Tần, lại vừa cảm thấy ấm áp bởi sự lo lắng của Tần Thanh Tâm và Tần Y. Điều này còn hiệu quả hơn thuốc giảm đau vô số lần. Thanh Tâm, đừng lo lắng quá. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, Dương Thanh an ủi. Im lại, Tần Thanh Tâm bật khóc quát lớn, anh đừng nói nữa, giữ sức đi bệnh viện đi. Dương Thanh biết Tần Thanh Tâm lo lắng, vừa thấy bất lực lại vừa cảm động. Mã Siêu cũng đã tới, thấy sắc mặt Dương Thanh liền biết vết thương này chẳng nhằm nhò gì. Cậu xử lý chuyện còn lại đi. Lát nữa tôi đến nhà họ Tần tìm cậu, Dương Thanh dặn dò xong, được Tần Thanh Tâm cẩn thận đỡ lên xe. Tần Y đạp ga lên mức tối đa, nhanh chóng đến được bệnh viện. Dương Thanh được hai cô gái xinh đẹp đỡ hai bên, rất nhiều người đều ghen tị với anh. Sau khi bác sĩ nhìn thấy vết thương của Dương Thanh, bất lực nói, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Sao hai người lại hoảng hốt vậy? Vết thương ngoài da, không thể nào, anh ấy bị người ta đâm một nhát, máu tươi nhuộm đỏ cả áo rồi. Tần Thanh Tâm và Tần Y đều tức giận, tưởng bác sĩ nói vớ vẩn. Bác sĩ ghét nhất là bị chất vấn. Tần Thanh Tâm nói vậy khiến ông ta rất không vui, không tin thì các cô đi tìm bác sĩ khác đi, đừng ảnh hưởng đến người bệnh phía sau. Hai người còn muốn phản bác, Dương Thanh vội vàng ngăn lại, anh thật sự không sao.
dao của Tần Phi làm rách chút da nên mới chảy nhiều máu. Nói rồi, anh vạch áo cho họ xem vết thương. Vừa rồi y tá đã xử lý xong xuôi, hiện giờ chỉ còn một vết rách nhàn nhạt. Thấy vậy, Tần Thanh Tâm và Tần Y đều không thể tin nổi. Sao có thể như vậy? Rõ ràng em đã thấy cả lưỡi dao đều cắm vào ngực anh, Tần Thanh Tâm kinh ngạc chỏi. Dương Thanh cười nói, hai em nhìn nhầm rồi, dao của Tần Phi chỉ đâm vào quần áo, xẹt qua da anh một chút thôi. Hai cô gái vẫn không thể hiểu được, cứ cảm thấy Dương Thanh đang giấu họ điều gì đó. Khi trở về, người của đội phá dỡ và tiệm quan tài đều đã rời đi, để lại sân nhà bừa bộn. Căn nhà bị đào mất một góc, dù vẫn ở được nhưng sẽ rất nguy hiểm. Hai em đi làm đi, anh đến nhà họ Tần một chuyến. Sau khi xuống xe, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Anh bỏ qua cho nhà họ Tần được không? Tần Thanh Tâm nói. Nhà họ Tần đã tổn thương cô quá nhiều, nhưng dù sao cô cũng lớn lên ở đó, vẫn còn một chút tình cảm với gia tộc. Nhà họ Tần đã đối xử với chúng ta như vậy, sao chị còn muốn cầu xin cho bọn họ? Tần Y kích động lạ thường, tối hôm qua Tiêu Tiêu suýt thì mất tích, hôm nay anh Thanh lại suýt bị họ hại chết. Chẳng lẽ chị vẫn còn tình cảm với gia tộc sao? Tần Y không nhận ra mình đã lỡ miệng, mặt đỏ gay gắt vì tức giận. Quả nhiên, sắc mặt Tần Thanh Tâm lập tức trở nên tái nhợt. Cô chợt nhớ tối hôm qua, Dương Thanh và Tiêu Tiêu về nhà rất muộn và chuyện Tiêu Tiêu ở cùng một người phụ nữ xa lạ. Không chỉ vậy, Tần Y còn liên tục giải thích giúp Dương Thanh. Chứng tỏ Dương Thanh và Tần Y đều đang giấu giếm câu chuyện hôm qua Tiêu Tiêu gặp nguy hiểm. Em nói tối qua Tiêu Tiêu suýt bị mất tích là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Thanh Tâm nhìn chằm chằm Tần Y. Đột nhiên bị cô hỏi như vậy, Tần Y giật mình thon thót, mới nhận ra mình đã lỡ lời. Tối qua Tiêu Tiêu suýt bị mất tích á? Em đâu có nói vậy. Chắc chị nghe nhầm rồi, Tần Y vội vàng nói lảng đi. Tần Thanh Tâm đỏ bừng hai mắt, lắc đầu nói, từ nhỏ em đã không biết nói dối. Mỗi lần nói dối em đều sẽ né tránh ánh mắt của người khác. Em nói cho chị biết đi, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tần Y còn định che giấu, Dương Thanh đã lên tiếng, Tâm biết rồi, em cứ nói cho cô ấy đi. Nghe thấy Dương Thanh nói vậy, Tần Y mới thở dài một tiếng, kể lại toàn bộ cho Tần Thanh Tâm nghe. Khi Tần Thanh Tâm biết Phương Duyệt dám đến trường học lừa dẫn Tiêu Tiêu đi, trong lòng bừng bừng lửa giận. Cộng thêm chuyện Tần Y bị bắt cởi sạch quần áo trước mặt nhiều người, Tần Thanh Tâm đã tức giận đến tận cùng. Chuyện sau đó thì sao, Tần Thanh Tâm cố gắng giữ bình tĩnh. Tần Y cũng không rõ, quay sang nhìn Dương Thanh. Dương Thanh kể lại chuyện theo dõi Quan Tuyết Phong tới một căn biệt thự, tìm được Tiêu Tiêu bị giam lỏng. Nhưng anh không nhắc tới chuyện Phương Duyệt bị đưa đi. Đến giờ, Tần Thanh Tâm mới biết tối qua đã xảy ra nhiều chuyện như thế vậy mà cô còn hiểu lầm anh ngoại tình với người khác, không khỏi tự trách. Bây giờ chị đã biết tại sao hôm nay anh rể lại nhất quyết muốn giết Tần Phi rồi chứ. Anh ấy không muốn xảy ra chuyện như vậy nữa, Tần Y trầm giọng nói. Dứt lời, cô ta lại lo lắng nhìn Dương Thanh, em biết anh rất giỏi, muốn giết Tần Phi rất dễ. Nhưng giết người là phạm pháp, anh hãy vì chị em và Tiêu Tiêu tha cho anh ta một lần đi. Anh muốn xử lý nhà họ Tần như thế nào, em đều ủng hộ. Lúc trước là em quá ngốc, rõ ràng gia tộc chiếm đoạt mọi thứ của em, đuổi cả nhà ra khỏi gia tộc. Vậy mà em còn ngu ngốc ôm ấp hy vọng với gia tộc, em sai rồi. Tần Thanh Tâm nhìn Dương Thanh, nghiêm túc nói, chuyện còn lại anh cứ làm theo ý mình đi. Chỉ cần anh không giết người, muốn làm gì cũng được. Biệt thự Vân Phong. Nghe Tần Thanh Tâm nói vậy, Dương Thanh hiểu cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Cuối cùng anh cũng có thể thoải mái làm việc. Em yên tâm, anh sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu. Dương Thanh chân thành nói. Thấy tòa nhà hai tầng bị đào mất một góc, anh đưa cho Tần Thanh Tâm một chiếc chìa khóa, tiếp tục ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay em và Tần Y đừng đi làm nữa, dọn dẹp đồ đạc sang chỗ anh ở đi. Tần Thanh Tâm muốn từ chối, Dương Thanh lại nói, chúng ta vốn là vợ chồng, không cần phải khách sáo. Coi như là vì Tiêu Tiêu, dọn đến chỗ anh đi. Lần này, Tần Thanh Tâm không từ chối nữa. Dương Thanh lái chiếc phê Tần ra khỏi sân nhà họ Tần. Ý của anh rể là muốn chúng ta dọn nhà hả chị? Anh ấy mua nhà rồi sao? Tần Y nghi hoặc hỏi. Tần Thanh Tâm khẽ gật đầu, chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa. Mau dọn đồ chuyển sang chỗ anh ấy đi.
Châu Ngọc Thúy nghe thấy Tần Thanh Tâm nói muốn chuyển nhà liền nổi giận, chúng ta đã ở đây cả đời, sao có thể chuyển nhà được? Lại còn là nhà của Dương Thanh, cậu ta chỉ là một thằng vô dụng, có thể mua được nhà ở gì? Các con muốn chuyển thì chuyển, mẹ không đi đâu. Tần Thanh Tâm bất lực lắc đầu, mẹ không đi kệ mẹ. Y y, mau dọn đồ đi. Biệt thự của Dương Thanh cái gì cũng có, em lấy mấy bộ quần áo là được rồi. Anh rể mua biệt thự rồi sao? Tần Y vui sướng nói. Tần Thanh Tâm gật đầu, một tòa biệt thự rất lớn, cái gì cũng có. Ngoài một vài đồ vật thiết yếu và quần áo để thay, không cần mang gì nữa đâu. Được, em sẽ dọn đồ ngay, Tần Y phấn khởi đáp. Châu Ngọc Thúy vẫn luôn nghe lén hai chị em họ nói chuyện. Bà ta vốn không định chuyển nhà, nhưng nghe Tần Thanh Tâm nói họ sẽ chuyển vào biệt thự, bà ta lập tức vui mừng. Hai chị em còn chưa về phòng, Châu Ngọc Thúy đã tức tốc chạy vào phòng dọn đồ. Tần Thanh Tâm từng tới biệt thự Vân Phong, biết rõ ở đó cái gì cũng có nên chỉ lấy một ít quần áo của mình và Tiêu Tiêu đựng trong vali nhỏ là đủ. Tần Y cũng không có gì nhiều. Sau khi hai chị em dọn đồ xong xuôi quay ra phòng khách, Châu Ngọc Thúy đã sắp sẵn hai vali cỡ lớn. Sao mẹ cũng dọn đồ vậy? Định về nhà ngoại à? Tần Y cố tình châm chọc. Châu Ngọc Thúy không hề biết ngượng, cười nói, mẹ chỉ có hai đứa con gái, hai đứa đi đâu đương nhiên mẹ phải đi theo đấy. Cốp xe Maserati không chứa hết, cuối cùng hai vali của Châu Ngọc Thúy đều phải để ở ghế sau mới miễn cưỡng chở theo được. Tần Y chậm rãi lái xe tới biệt thự Vân Phong. Chị đừng nói biệt thự của anh rể ở khu biệt thự Vân Thủy Uyển đấy nhé, theo hướng Tần Thanh Tâm chỉ, Tần Y ngày càng kinh ngạc. Em cứ lái xe theo chỉ dẫn của chị là được, chắc chắn không sai đâu, Tần Thanh Tâm nói. Châu Ngọc Thúy cười lạnh, Vân Thủy Uyển là khu biệt thự cao cấp nhất của cả Giang Hải, nơi ở của bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Làm sao thằng vô dụng kia có thể mua nổi biệt thự ở đây? Tần Thanh Tâm cau mày, mẹ đừng nói anh ấy như vậy nữa được không? Mẹ vốn không biết anh ấy là người như thế nào. Tần Y cũng nói, hôm nay anh rể làm gì Tần Phi mẹ cũng thấy rồi. Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Mẹ cứ mở miệng mắng anh ấy vô dụng, nếu có ngày anh ấy tức giận đuổi mẹ đi, mẹ cũng đừng khóc. Hai đứa nói chuyện với mẹ kiểu gì vậy? Dù sao mẹ cũng là mẹ của hai đứa lại vì người ngoài cãi lời mẹ. Có con gái nào như vậy không hả? Châu Ngọc Thúy không vui nói. Con thật sự chưa từng thấy người mẹ nào như mẹ, Tần Y phản bác. Lần trước ở nhà hàng Tô Ký, Tần Y giúp Châu Ngọc Thúy đánh Vương Lộ Giao nhưng lại bị bà ta bắt quỳ xuống xin lỗi, cô ta đã vô cùng tổn thương. Con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế hả? Có tin mẹ đánh con luôn không? Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận. Đủ rồi, Tần Thanh Tâm nổi giận hét lên. Quay lại nhìn Châu Ngọc Thúy, con nói trước cho mẹ biết, nếu mẹ còn tiếp tục gây khó dễ cho Dương Thanh như ngày trước, tốt nhất mẹ hãy về nhà cũ ở đi. Sắc mặt Tần Thanh Tâm rất lạnh lùng, Châu Ngọc Thúy định nói tiếp, thấy ánh mắt giận dữ của cô thì lại nuốt ngược những lời đó xuống, thở phì phò nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà của anh rể ở Vân Thủy Uyển thật sao chị? Khi lái xe vào Vân Thủy Uyển, Tần Y cực kỳ kinh hãi. Bảo vệ ở ngoài cổng thấy biển xe lạ. Đang định ngăn cản thì thấy Tần Thanh Tâm ngồi ở ghế lái phụ, vội vàng đứng thẳng cúi chào. Khu này không lớn lắm, những người sống ở đây đều là các gia tộc giàu có nổi danh của Giang Hải. Bảo vệ ở đây đã ghi nhớ thông tin của ông chủ ở trong đầu, biết rõ Tần Thanh Tâm chính là bà chủ của biệt thự Vân Phong. Châu Ngọc Thúy sáng bừng hai mắt, kéo cửa kính xuống ngó đông ngó tây. Đây là lần đầu tiên bà ta đặt chân vào khu biệt thự xa hoa tới vậy. Mặc dù Tần Y cũng ngạc nhiên, nhưng nhớ tới sự thần bí và mạnh mẽ của Dương Thanh, cô ta vẫn có thể tiếp nhận. Biệt thự của anh rể ở đâu vậy? Sắp hết đường rồi chị ơi, Tần Y mãi vẫn chưa thấy Tần Thanh Tâm chỉ đường, nghi hoặc hỏi. Cứ lái dọc con đường này là đến, Tần Thanh Tâm đáp. Hả? Tần Y không hiểu, bởi vì lái tiếp nữa sẽ lên tới đỉnh núi. Mà trên đường đi không có một bóng người, chắc là chị nhầm rồi. Đi tiếp nữa sẽ tới đỉnh núi đấy. Một tháng trước có tin tức động trời nói tòa biệt thự nằm ở nơi cao nhất của đỉnh Vân Phong đã bị một ông lớn thần bí mua mất rồi. Châu Ngọc Thúy cũng lên tiếng, nghe nói con đường dẫn lên đỉnh núi dài khoảng 3 cây số, chỉ dành riêng cho chủ nhân tòa biệt thự trên đỉnh núi. Người ngoài không được phép đi vào đâu. Mẹ còn nghe nói, nửa tháng trước có một cậu chủ nhà giàu muốn lái xe đi lên xem thử, kết quả bị bảo vệ đánh gãy hai chân.
Gia tộc của cậu ta vốn rất tức giận, nhưng khi biết cậu ta định đi lên đỉnh núi liền sợ hãi không dám hé răng nói nửa câu. Kít! Tần Y nghe vậy thì phanh gấp, may mà tốc độ xe không quá cao, đi tiếp nữa sẽ tới con đường dẫn lên đỉnh núi kia đấy. Tần Y lo lắng nhìn Tần Thanh Tâm, chắc chắn là chị nhớ nhầm rồi. Biệt thự ở đỉnh núi Vân Phong chính là nhà của Dương Thanh. Em đừng sợ, cứ lái tiếp đi, Tần Thanh Tâm bất lực nói. Con học người ta nói đùa từ bao giờ vậy? Đến cả bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải còn không có tư cách ở trên đỉnh, sao thằng vô dụng kia có thể ở được? Châu Ngọc Thúy không tin. Tần Y lại im lặng không lên tiếng, tim đập thình thịch. Cô ta biết chị mình sẽ không bao giờ nói đùa, vậy nên biệt thự ở trên đỉnh Vân Phong đúng là nhà của Dương Thanh. Lái tiếp đi, Tần Thanh Tâm cũng lười giải thích, chỉ từ tốn nói một câu. Tần Y không nói gì thêm, tiếp tục nổ máy đi thẳng về phía trước. Quan tài đỏ chói. Trong khi cả nhà Tần Thanh Tâm đang đi tới biệt thự Vân Phong, Dương Thanh cũng chạy tới nhà họ Tần. Mặc dù nhà họ Tần chỉ là một gia tộc đã xuống cấp nhưng vẫn có trang viên của riêng mình như các gia tộc lớn. Trong trang viên rộng thênh thang có mấy căn biệt thự hai tầng. Ngoại trừ gia đình Tần Thanh Tâm, toàn bộ người nhà họ Tần đều sống ở đây. Lúc này có một chiếc xe tải màu xanh chặn lại trước cổng, không ai ra ngoài được. Trên chiếc xe tải có 5 chiếc quan tài. Rốt cuộc các người là ai, có biết đây là đâu không? Dám chặn cổng nhà chúng tôi, chán sống rồi hả? Mẹ của Tần Phi Lâm Tuyết Liên đứng ở trong chống nạnh mắng chửi người đang đứng phía trước xe tải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ khi nhà Tần Thanh Tâm bị đuổi đi, không còn ai có thể uy hiếp địa vị của Tần Phi trong nhà họ Tần nữa. Cụ Tần cũng tỏ rõ thái độ chọn Tần Phi làm người thừa kế. Cụ Tần có 2 người con trai, bố của Tần Phi và bố của Tần Thanh Tâm. Bố của Tần Phi đã chết từ nhiều năm trước, nhưng bố của Tần Thanh Tâm là Tần Đại Dũng không phải là con ruột của cụ Tần. Vậy nên Tần Phi trở thành cháu trai duy nhất mang huyết thống của nhà họ Tần. Khi Tần Thanh Tâm còn ở nhà họ Tần, cô có năng lực xuất chúng. Được các công ty dưới trướng gia tộc ủng hộ rất nhiều nên có sức uy hiếp cực lớn với Tần Phi. Bây giờ Tần Phi đã được xác nhận là người thừa kế, thân phận của mẹ anh ta là Lâm Tuyết Liên cũng lên như diều gặp gió, mẹ quý nhờ con. Bên cạnh Lâm Tuyết Liên còn có rất nhiều vệ sĩ, ai nấy đều hung dữ nhìn chằm chằm Mã Siêu. Thằng nhóc này điếc rồi à? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Mặc kệ Lâm Tuyết Liên mắng chửi thế nào, Mã Siêu đều làm như không nghe thấy. Cứ đứng sừng sừng trước cổng chặn đường. Mấy đứa lên Tần thằng nhóc này một trận cho tôi. Lâm Tuyết Liên bị ngó lơ, lập tức nổi giận. 7, 8 vệ sĩ nghe lệnh đồng loạt xông tới trước mặt Mã Siêu. Đúng lúc này, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Mã Siêu chợt mở ra, ánh mắt lạnh như băng. Thấy 7, 8 người sắp lao tới, anh ta khẽ cử động chân. Mọi người chỉ thấy một bóng dáng lờ mờ chợt lóe lên. Ngay sau đó, 7, 8 tên vệ sĩ đều không trụ nổi quá 10 giây đã bị đánh bay ra ngoài, ngã sóng xoài trên mặt đất. Đám người nhà họ Tần trợn tròn mắt, Lâm Tuyết Liên sợ hãi lùi về sau, vô cùng hoảng sợ. Không muốn chết thì ngoan ngoãn chờ đi, Mã Siêu lạnh giọng quát. Dương Thanh bảo anh ta tới nhà họ Tần trước, chứng tỏ anh muốn tự ra tay xử lý Tần Phi. Nghe vậy, người nhà họ Tần không dám nói thêm gì nữa. Đến cả 7, 8 tên vệ sĩ cùng lên còn bị Mã Siêu giải quyết dễ dàng, đám người nhà họ Tần càng không có hy vọng có thể đánh bại anh ta. Ông chủ, có một người trẻ tuổi dẫn theo một chiếc xe tải tới chặn cổng lại, không cho ai bước ra ngoài. Quản gia hoảng loạn tìm cụ Tần báo tin. Cái gì, không cho người nhà họ Tần chúng ta ra ngoài sao, cụ Tần lập tức nổi giận đùng đùng. Vâng, đến cả 8 vệ sĩ mạnh nhất cũng bị cậu ta đánh bại, quản gia sợ hãi nói. Dám đến nhà họ Tần gây sự, đúng là không sợ chết. Đợi tôi liên hệ với nhà họ Quan xem có tìm thêm được vệ sĩ tới không, cụ Tần lấy điện thoại ra. Mặc dù nhà họ Tần móc nối quan hệ được với nhà họ Quan nhưng mỗi năm nhà họ Tần đều phải nộp cho nhà họ Quan gần một nửa lợi nhuận. Vậy nên xảy ra bất cứ chuyện gì, bọn họ đều có thể nhờ nhà họ Quan che chở. Cụ Tần gọi điện thoại, nghe thấy một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên, ai vậy? Sếp Hứa. Tôi là Tần Côn, có một người trẻ tuổi rất lợi hại tới nhà họ Tần, vệ sĩ của chúng tôi đều bị đánh ngã rồi. Tôi muốn nhờ nhà họ Quan ra mặt, tìm thêm vài vệ sĩ tới. Cho dù đối phương rất coi thường mình nhưng cụ Tần vẫn phải nhún nhường.
nói là nhà họ Tần móc nối được quan hệ với nhà họ Quan nhưng thực chất chỉ liên hệ được với người phụ trách sản nghiệp dưới trướng nhà họ Quan. Cụ Tần còn không có tư cách liên hệ với những quản lý cấp cao của nhà họ Quan nữa. Sếp Hứa nghe xong tức giận nói, một người trẻ tuổi cũng không giải quyết được, đúng là lũ ăn hại. Tôi sẽ cho người tới ngay. Nói xong, sếp Hứa cúp máy luôn. Ánh mắt cụ Tần trở nên lạnh lẽo, bực bội nói, chỉ là con chó của nhà họ Quan mà cũng kiêu căng như vậy. Đợi nhà họ Tần xây dựng được quan hệ với chủ gia tộc họ Quan, mày chẳng là cái thá gì cả. Đúng lúc này, một chiếc Phaeton màu đen đỗ lại trước cổng nhà họ Tần. Dương Thanh bước ra khỏi xe. Mã Siêu vội vàng chạy tới, anh Thanh. Dương Thanh thấy xe tải chặn ngoài cổng, ra lệnh, cho xe tải đi vào đi. Vâng, Mã Siêu lập tức làm theo. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên. Xe tải đâm thẳng vào trong, vách tường hai bên cổng cũng đổ ập xuống. Toàn bộ trang viên chìm trong bụi đất mù mịt. Trong trang viên vang lên tiếng hét chói tai, tất cả nhao nhao lùi lại. Trong lúc mọi người kinh ngạc, Dương Thanh thong thả bước vào. Lâm Tuyết Liên thấy Dương Thanh, trợn trừng mắt hoảng sợ hỏi, sao mày lại không sao? Bà ta chính là người cùng Tần Phi lập ra kế hoạch thuê vệ sĩ đối phó với Dương Thanh. Theo kế hoạch thì hiện giờ Dương Thanh phải bị đánh gãy tay, chân rồi mới phải. Thế nhưng anh lại xuất hiện không chút tổn hại khiến Lâm Tuyết Liên có dự cảm không lành. Hình như bà rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, Dương Thanh cười mỉa. Đám người nhà họ Tần đều đang tức giận suy đoán ai dám to gan chặn cổng nhà mình, bây giờ mới biết là thằng vô dụng này. Dương Thanh, mày đã bị đuổi khỏi gia tộc rồi, tới đây làm gì nữa? Thằng ăn hại như mày không có tư cách tới đây. Mày lập tức cút khỏi đây đi. Thứ ăn hại, cút ra đi. Bọn họ mắng Dương Thanh té tát, câm mồm. Mã Siêu chợt tiến lên một bước, giận dữ quát, ai dám nói nhảm thêm một câu nữa, tôi lập tức lấy mạng người đó. Vừa rồi tất cả đều chứng kiến sức mạnh của Mã Siêu. Nghe anh ta nói vậy, đám người vừa mới tràn đầy căm phẫn, bây giờ đã câm như hến. Dương Thanh nhìn thoáng qua căn biệt thự của cụ Tần, chợt lên tiếng, lão già chó chết, mau cút ra đây. Câu nói lão già chó chết khiến mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cụ Tần là chủ của cả gia tộc, bây giờ bị Dương Thanh gọi như vậy đúng là sự sỉ nhục lớn lao. Giọng Dương Thanh không quá lớn nhưng cụ Tần đang viết thư pháp trong phòng nghe thấy lại như sấm nổ bên tai. Khốn kiếp, muốn chết hả, cụ Tần nghe thấy lời Dương Thanh nói, nổi trận lôi đình. Cậu dám sỉ nhục chủ gia tộc như vậy, ông cụ sẽ không tha cho cậu đâu. Lâm Tuyết Liên hưng phấn nói, mặc dù bà ta không biết tại sao anh vẫn còn toàn vẹn đứng ở đây nhưng chỉ với một câu lão già chó chết kia, chắc chắn cụ Tần sẽ không để yên. Lúc này, cụ Tần cũng đi ra. Hai mắt ngập tràn lửa giận. Tao còn tưởng là ai to gan như vậy, thì ra là thằng vô dụng này. Cụ Tần nhìn thấy Dương Thanh, khinh thường nói, mày gây chuyện trong tiệc mừng thọ của nhà họ Quan, bây giờ vẫn còn sống cũng là kỳ tích. Nhưng không sao, tao đã báo cho nhà họ Quan rồi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới xử lý mày thôi. Dương Thanh bật cười nói, được, tôi cũng muốn xem thử còn người nhà họ Quan nào dám xuất hiện trước mặt tôi. Thằng danh ngu ngốc. Đúng là ngông cuồng, nhà họ Quan chưa ra tay với mày là vì mày không đủ tư cách thôi. Đợi bọn họ tới thì mày chỉ có nước ôm mặt khóc nha con. Mặc dù cụ Tần biết Dương Thanh lợi hại nhưng giờ đây lại không hề cảm thấy lo lắng. Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu. Dương Thanh cười nói, nhưng trước khi người nhà họ Quan tới, chúng ta hãy xử lý những chuyện khác trước đã. Dứt lời, Dương Thanh nhìn Mã Siêu ra hiệu. Mã Siêu gật đầu, quay người rời đi. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đám người, anh ta nhảy lên xe tải. Chỉ thấy anh ta chưởng vào một cái quan tài nặng mấy trăm ký khiến nó bay thẳng ra ngoài, rơi xuống trước mặt đám người nhà họ Tần. Thêm vài cú chưởng nữa, năm chiếc quan tài xếp thành hàng trên mặt đất. Cảnh tượng ấy khiến tất cả đều sợ ngây người. Đúng lúc ấy, Lâm Tuyết Liên chợt thấy một hình dáng quen thuộc nằm trong một chiếc quan tài, lập tức hoảng hốt gào lên, phi. Tội sống khó tha. Đám người nhà họ Tần thấy Tần Phi nằm trong quan tài đều sửng sốt. Cụ Tần càng thêm tức giận, mày làm gì Tần Phi rồi? Lão ta chỉ có một đứa con trai ruột là bố của Tần Phi. Sau khi con trai chết, Tần Phi là thằng cháu nối dõi duy nhất của lão ta. Bây giờ thấy Tần Phi nằm trong quan tài, lão ta cực kỳ giận dữ. Lâm Tuyết Liên lập tức gào khóc, thằng trời đánh,
tao phải liều mạng với mày. Bà ta định nhào tới chỗ Dương Thanh thì bị Mã Siêu chặn lại, quát lớn, cút. Mã Siêu đi theo Dương Thanh chinh chiến nhiều năm, khí thế rất hùng dũng. Chỉ quát một tiếng đã dọa Lâm Tuyết Liên vội vàng dừng lại. Bố phải làm chủ cho thằng Phi, Lâm Tuyết Liên biết không làm gì được Dương Thanh, chỉ có thể khóc lóc kể lể với cụ Tần. Lúc này cụ Tần cũng nổi giận, lão ta chưa rõ Tần Phi sống chết ra sao, lại có cao thủ như Mã Siêu ở đây nên không dám làm càn, chỉ có thể chờ cao thủ nhà họ Quan đưa tới cứu giúp. Này lão già, hôm nay tôi đến chỉ muốn hỏi ông hai việc. Nếu câu trả lời khiến tôi hài lòng, tôi có thể cho nhà họ Tần một con đường sống. Nếu không, nhà họ Tần cũng không cần tồn tại nữa. Dương Thanh đứng chắp tay, lạnh lùng nói. Anh liên tục gọi cụ Tần là lão già khiến lão ta tức muốn chết. Nhưng cụ Tần chỉ có thể nhẫn nhịn, đỏ mắt nói, muốn tao trả lời mày cũng được. Nhưng trước tiên mày phải cho tao biết, Tần Phi còn sống hay đã chết? Chết, ha ha, ông coi trọng nhà họ Tần quá rồi đấy. Anh ta có tư cách gì khiến tôi phải lấy mạng anh ta, Dương Thanh khinh thường nói. Mặc dù anh đang sỉ nhục nhà họ Tần nhưng đối với bọn họ, ít nhất đây cũng là một tin tốt. Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi, cụ Tần lên tiếng. Vừa rồi Tần Phi dẫn theo một đội phá rỡ tới biệt thự nhà họ Tần, không quan tâm người nhà tôi còn đang ở trong đã đào một góc biệt thự. Có phải ông ra lệnh làm vậy không, Dương Thanh hỏi. Đối với anh, đây là chuyện không thể tha thứ. Lúc biệt thự bị đào, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đều đang ở nhà. Nếu bị đào thêm nữa, biệt thự đổ sập thì hai người họ phải làm sao? Cụ Tần cau mày nói, biệt thự nhà họ Tần là sản nghiệp của gia tộc. Chúng mày đã bị đuổi đi thì có tư cách gì ở lại? Có nghĩa là Tần Phi không quan tâm có người ở trong hay không đã cho người lái máy xúc đào móng đều theo lệnh của ông, Dương Thanh nheo mắt lại. Cụ Tần chợt có dự cảm không lành. Cho dù là tối qua ở nhà họ Quan hay hôm nay, bộ dạng của anh đều cực kỳ mạnh mẽ, khác một trời một vực với 5 năm trước. Tao chỉ bảo nó đuổi các người đi rồi san bằng biệt thự, cụ Tần thành thật trả lời. Câu trả lời này khiến Dương Thanh giảm bớt sát khí đối với lão ta. Thứ hai, chiếc xe đựng quan tài này cũng do Tần Phi mang tới, còn tuyên bố chuẩn bị riêng cho con gái tôi một chiếc quan tài nhỏ. Anh ta nói đây là ý của ông. Ông có gì muốn giải thích không? Dương Thanh hỏi tiếp. Khốn kiếp! Cụ Tần nghe xong cũng nổi giận, tao bảo nó làm vậy lúc nào? Tao không hề biết chuyện này. Dứt lời, lão ta nhìn sang Lâm Tuyết Liên, có phải cô lén lút bảo nó làm chuyện này sau lưng tôi không? Từ khi Tần Phi được chọn làm người thừa kế, Lâm Tuyết Liên cư xử cực kỳ phách lối, lén lút bày ra không ít ý xấu cho Tần Phi. Cụ Tần biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Chưa từng lật tẩy trước mặt mọi người. Lâm Tuyết Liên giật mình quỳ xuống dưới chân cụ Tần, vội vàng giải thích, con thực sự không biết chuyện này thưa bố. Dương Thanh chỉ là một thằng vô dụng bị đuổi khỏi gia tộc, sao có thể tin lời cậu ta được? Rất có thể quan tài do chính cậu ta chuẩn bị để kiếm cớ đối phó Tần Phi. Rõ ràng bà ta đang chột dạ mới quỳ xuống cầu xin như vậy. Dương Thanh híp mắt nhìn. Cho dù bà ta có phải chủ mưu hay không nhưng anh có thể xác định Tần Phi và bà ta đều phải chịu trừng phạt. Sắc mặt cụ Tần cực kỳ khó coi. Lão ta hiểu rõ Lâm Tuyết Liên là loại người gì. Lúc bà ta quỳ xuống, lão đã biết được sự thật. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện xấu của nhà họ Tần, lão ta không thể nói gì bà ta trước mặt mọi người. Tao đã trả lời cả hai câu hỏi của mày. Hơn nữa... Cho dù Tần Phi làm việc hơi quá đáng nhưng không phải bọn mày đều không sao rồi à? Mày còn muốn thế nào nữa, cụ Tần đột nhiên nói. Dầm. Dương Thanh đá một cái, chiếc quan tài bị vỡ nát thành từng mảnh. Cảnh tượng này khiến tất cả đều sợ ngây người. Ông nói biệt thự nhà họ Tần thuộc về gia tộc, muốn lấy đi cũng được. Nhưng cháu trai ông không để ý tới tính mạng của người nhà tôi đã bắt đầu ra tay. Ông còn hỏi tôi muốn thế nào sao? Cụ Tần nói vậy khiến Dương Thanh rất bực mình, cháu ông mang tới một xe chở quan tài, tuyên bố muốn đưa tôi lên bàn thờ. Ông lại nói chúng tôi không sao à, nếu tôi thật sự chỉ là một thằng vô dụng, người nằm trong quan tài sẽ là tôi. Ông nói xem, tôi có thể nghĩ như vậy không? Dương Thanh liên tục chất vấn, khí thế cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Toàn bộ trang viên nhà họ Tần chìm trong sát khí mãnh liệt. Đối mặt với lửa giận của Dương Thanh. Cụ Tần như rơi vào hầm băng, vô thức lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Thế mày muốn thế nào, cụ Tần hoảng hốt hỏi.
cháu ông đã thích bẻ tay bẻ chân người ta như vậy, nhà họ Tần các người hãy tự bẻ gãy tay chân anh ta đi, đồng thời không được phép chữa trị. Ánh mắt Dương Thanh cực kỳ lạnh lẽo, cho ông 30 giây suy nghĩ. Nếu để tôi ra tay sẽ không chỉ đơn giản là gãy tay, chân đâu. Mày dám? Mặt cụ Tần lúc xanh lúc tím, rõ ràng đang vô cùng tức giận. Còn 20 giây. Dương Thanh lạnh lùng nói. Mày đừng quá đáng, nhà họ Tần có quan hệ thân thiết với nhà họ Quan đấy. Nếu mày dám làm càn, nhà họ Quan sẽ không tha cho mày đâu, cụ Tần cao giọng uy hiếp. Còn 10 giây cuối. Dương Thanh lạnh giọng đáp. Mã Siêu đã đi tới quan tài Tần Phi đang nằm, ấn vào huyệt nhân trung của anh ta. Tần Phi lập tức tỉnh lại. Anh ta ngồi dậy liền phát hiện mình đang ở nhà họ Tần, ngơ ngác hỏi, sao tôi lại ở đây? Dương Thanh, nếu mày dám động đến một ngón tay của Tần Phi, nhà họ Tần sẽ liều mạng với mày, cụ Tần giận dữ nói. Hết giờ rồi, nếu các ông không làm được, tôi chỉ có thể tự ra tay. Dương Thanh vừa nói vừa tới gần Tần Phi. Đến lúc này, Tần Phi mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Anh ta đã bị Dương Thanh đưa về nhà họ Tần. Dương Thanh, mày muốn làm gì? Thấy Dương Thanh đang bước từng bước về phía mình, Tần Phi sợ hãi tè ra quần. Những chuyện vừa xảy ra ở biệt thự nhà họ Tần đều rõ mồn một trước mắt anh ta. Bây giờ thấy Dương Thanh như vậy, toàn thân anh ta không ngừng run rẩy. Ông nội cứu cháu với, Tần Phi vội hét lên. Dương Thanh, mày dám? Cụ Tần trợn trừng mắt, tất cả lên hết cho tôi. Mã Siêu tiến lên một bước, đạp xuống mặt đất. Ngay sau đó, nền đất lát đá thạch anh đều vỡ nát. Đám người nhà họ Tần ngơ ngác tại chỗ, thầm nghĩ sức người có thể làm được như vậy sao? Hơn chục vệ sĩ của nhà họ Tần đều khựng lại, không ai dám lên trước. Tần Phi bò ra khỏi quan tài, đang định chạy trốn thì bị Dương Thanh gạt chân ngã nhào ra đất. Một chân của Dương Thanh đã đạp lên đầu gối của anh ta. Tôi đã hứa với Thanh Tâm không giết anh. Sau này anh hãy sống quãng đời còn lại ở trên giường đi. Dương Thanh rất bình tĩnh, nhưng Tần Phi lại thấy anh chẳng khác gì ác ma. Tôi biết sai rồi, xin cậu tha cho tôi lần này. Tôi không dám nữa đâu. Tần Phi hoảng sợ cầu xin. Răng rắc. Dương Thanh chợt dùng sức, tiếng xương vỡ nát vang lên chói tai. Mọi người tới chào hỏi. Sau đó, tiếng hét thê thảm của Tần Phi đã vang vọng khắp trang viên nhà họ Tần. Phi! Cụ Tần tức giận hét lên, Lâm Tuyết Liên cũng gào lên, rồi liều mạng xông tới. Cút! Mã Siêu vung tay lên, tát bay Lâm Tuyết Liên, bà ta bất tỉnh tại chỗ. Anh ta đứng trước mặt Dương Thanh, khí thế cực kỳ nguy hiểm đó làm nhà họ Tần kinh sợ không dám manh động. Đây là lần đầu tiên cụ Tần cảm thấy tức giận như vậy. Một đứa cháu bị lão ta trục xuất khỏi gia tộc, lại dám nghiền nát một chân của Tần Phi ngay trước mặt lão ta. Dương Thanh, mày làm như vậy, chẳng lẽ không sợ người nhà họ Quan tới rồi sẽ không tha cho mày sao, cụ Tần nghiến răng nói. Dương Thanh cười chế giễu, rồi nhìn Tần Phi đang đau khổ rên rỉ, anh nhìn thấy chưa? Đây là ông nội anh đấy, vì tôn nghiêm của mình nên dù bây giờ tôi có giết chết anh, ông ta cũng sẽ không cầu xin giúp anh đâu. Dương Thanh, tôi xin cậu tha cho tôi đi. Đầu gối bị nghiền nát đau đến mức khiến Tần Phi nói chuyện cũng lắp bắp. Dương Thanh có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh ta thật sự không dám đối chọi với Dương Thanh nữa. Nhưng Dương Thanh đâu thể bỏ qua cho anh ta. Nếu ông nội anh tình nguyện từ bỏ tôn nghiêm của mình để cầu xin giúp anh, có lẽ tôi sẽ tha cho anh. Dương Thanh nở nụ cười ác ma, anh muốn xem thử, rốt cuộc trái tim cụ Tần cứng rắn đến đâu. Ông nội, ông mau cầu xin cậu ta tha cho cháu đi, bằng không cháu thật sự phải nằm liệt trên giường cả đời. Ông nội, ông mau cầu xin cậu ta đi mà. Tần Phi đau đến mức mồ hôi toát ra như tắm. Cụ Tần lạnh mặt, nhìn chằm chằm Dương Thanh, mày đừng quá đáng, mày là cái thá gì mà có tư cách bảo tao cầu xin mày. Xem ra, trong mắt lão già chó chết ông, tôn nghiêm là quan trọng nhất. Không phải tôi không tha cho anh. Muốn trách thì trách lão già chó chết kia không chịu cầu xin giúp anh. Dương Thanh giễu cợt nói, vừa dứt lời, anh lại nhấc chân lên, dẫm lên đầu gối còn lại của Tần Phi. Ông nội, ông mau cầu xin, á. Tần Phi chưa kịp nói xong, đầu gối lại đau dữ dội, khiến anh ta thét giống lên. Hai đầu gối anh ta hoàn toàn vỡ vụn, cho dù thần tiên tới cũng không thể nào chữa khỏi. Từ nay về sau,
hai chân Tần Phi coi như tàn phế. Lần này, Tần Phi không thể chịu đựng nổi cơn đau, ngất xỉu trong tiếng rên rỉ. Dương Thanh, cụ Tần sắp nghiến đến nát hàm răng. Mấy người nhà họ Tần hệt như được làm quen với Dương Thanh một lần nữa, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Cũng có rất nhiều người đang vui mừng, cũng may trước mặt có Tần Phi đứng chắn, bằng không bây giờ người bị tàn phế hai chân chính là bọn họ. Nếu lúc nãy ông chịu nghe lời tôi, thì Tần Phi chỉ bị gãy tay chân thôi. Tôi cũng chẳng muốn đánh anh ta như thế nhưng ông nhất quyết không nghe, cứ muốn đợi tôi xuống tay. Lần này thì hay rồi, hai đầu gối của Tần Phi đã hoàn toàn vỡ vụn, không thể đứng lên được nữa. Dương Thanh bỗng nói, bây giờ tôi sẽ cho Tần Phi cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ông chịu từ bỏ tôn nghiêm của mình để cầu xin cho anh ta thì tôi có thể giữ lại hai cánh tay của anh ta. Một thằng vô dụng bị tao đuổi ra khỏi gia tộc thì có tư cách gì mà bảo tao cầu xin mày. Cho dù mày đánh chết nó, tao cũng không cầu xin mày đâu. Mày đối xử thằng Phi thế nào thì đợi người nhà họ Quan tới đây sẽ đòi lại hết từ trên người mày. Cụ Tần không hề che giấu sự thù hận của mình đối với Dương Thanh. Dương Thanh lắc đầu nói, hạng người như ông mới đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ông thật sự cho rằng mấy người còn lại của nhà họ Quan vẫn dám nhúng tay vào chuyện của tôi à? Mày nói vậy là sao? Cụ Tần hỏi. Tôi thật sự không biết làm thế nào nhà họ Tần có thể tồn tại đến ngày hôm nay trong tay ông đấy. Dương Thanh lắc đầu nói tiếp, tối qua tôi đánh Tần Phi trong tiệc mừng thọ của Quan Chính Sơn, thậm chí còn không buông tha cho người thừa kế nhà họ Quan. Sao ông không nghĩ thử xem, nhà họ Quan có thể bỏ qua những chuyện tôi đã làm không? Nhà họ Quan chỉ chưa hành động thôi, nói không chừng nhà họ Quan đang chuẩn bị đi tìm mày đấy, cụ Tần lạnh lùng nói. Điếc không sợ súng là nói hạng người như ông đấy. Với địa vị của nhà họ Quan, ông nghĩ nhà họ Quan sẽ dễ dàng buông tha cho người tới phá rối tiệc mừng thọ của chủ gia tộc sao? Dương Thanh bất đắc sĩ nói, anh từng gặp người ngu xuẩn rồi, nhưng chưa thấy ai ngu xuẩn như cụ Tần. Tiếc là cụ Tần không nhìn thấy hình ảnh hàng trăm chàng trai cao to lực lưỡng súng ống đầy đủ dẫn tất cả dòng chính của nhà họ Quan đi. Nếu mày chết trong tiệc mừng thọ của nhà họ Quan, chẳng phải sẽ gây rắc rối cho nhà họ Quan à, cụ Tần vẫn chưa nhận ra sự ngu xuẩn của mình. Đúng lúc này, một chiếc Maybach màu đen dừng ngay trước cổng nhà họ Tần, rồi một người đàn ông trung niên mặc vest vội vàng chạy tới đây. Ha ha, sếp Hứa của nhà họ Quan tới rồi. Mày cứ đợi đối mặt với lửa giận của nhà họ Quan đi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, cụ Tần bỗng cười lớn, rồi chạy tới đón, sếp Hứa, ông sai người tới là được rồi, cần gì phải đích thân chạy tới đây. Cút! Sếp Hứa đẩy cụ Tần ra, rồi đi thẳng tới trước mặt Dương Thanh, cúi người xuống, sợ hãi nói, cậu Dương, tôi biết cậu đang định đối phó với nhà họ Tần nên đã hủy bỏ mọi hợp tác giữa nhà họ Quan với nhà họ Tần rồi. Câu nói của ông ta như tiếng sét đánh ngang tai mấy người nhà họ Tần. Cụ Tần vô cùng kinh ngạc, không dám tin nói, sếp Hứa, có phải ông nhầm lẫn rồi không? Tối qua cậu ta đã phá rối tiệc mừng thọ của chủ gia tộc họ Quan, tôi gọi ông tới đây để giết chết cậu ta, sao ông lại cung kính cậu ta thế? Mẹ kiếp lão già chó chết, mau cút ngay cho ông, hạng người ngu xuẩn như ông làm sao biết được thân phận cậu Dương chứ? Sếp Hứa bị câu nói của cụ Tần dọa đến mức suýt tè ra quần, dám giết chết Dương Thanh, chẳng phải lão ta đang tự tìm cái chết à? Tối qua ông ta đã tận mắt chứng kiến những chuyện đã xảy ra trong nhà họ Quan. Nhất là lúc ông ta nhìn thấy hàng trăm chàng trai cao to lực lưỡng được trang bị súng ống đầy đủ dẫn toàn bộ dòng chính của Quan Chính Sơn đi. Những người có mặt lúc đó đều cảm thấy sợ hãi. Sếp Hứa là tổng giám đốc phụ trách một sản nghiệp dưới trướng nhà họ Quan, tên là Hứa Thiên. Cũng được xem là nhân vật quan trọng trong nhà họ Quan. Đúng lúc này, lại có một chiếc Maybach màu đen dừng ngay trước cổng nhà họ Tần. Hơn nữa biển số xe chỉ khác biển số xe của Hứa Thiên một con số. Rõ ràng, hai chiếc Maybach này được mua cùng một lúc. Lại có một tổng giám đốc doanh nghiệp dưới trướng nhà họ Quan đang vội vàng chạy tới đây. Sếp Thạch, sao ông cũng tới đây? Cụ Tần vội vàng đi tới, ngạc nhiên hỏi, cút ngay. Sếp Thạch đẩy cụ Tần ra, sau khi chạy tới trước mặt Dương Thanh thì khẽ gật đầu nói, cậu Dương, tôi tên là Thạch Vĩ, là tổng giám đốc tập đoàn Tuyết Phong dưới trướng nhà họ Quan. Tôi vừa nghe thấy tin tức cậu đang ở đây nên cố ý tới đây chào hỏi. Nếu nói Hứa Thiên nhận nhầm người, vậy còn Thạch Vĩ? Chẳng lẽ ông ta cũng nhận nhầm người?
Cụ Tần chợt nghĩ tới câu nói mà Dương Thanh vừa nói với mình, đầu óc bỗng nổ tung. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Chắc chắn là do sếp Hứa và sếp Thạch đã nhầm lẫn, cụ Tần không tin. Nhưng đúng lúc này, lại có mấy chiếc Maybach màu đen dừng trước cổng trang viên nhà họ Tần. Cụ Tần ngơ ngác nhìn, toàn bộ tổng giám đốc của các doanh nghiệp lớn dưới trướng nhà họ Quan đều chạy tới chào hỏi Dương Thanh. Như thể Dương Thanh mới là chủ gia tộc nhà họ Quan, được người nhà họ Quan tôn kính. San bằng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả những người phụ trách các sản nghiệp dưới trướng nhà họ Quan đã có mặt. Cảnh tượng này làm cho mỗi người nhà họ Tần đều ngây người vì kinh ngạc. Dương Thanh cũng không ngờ đám tổng giám đốc nhà họ Quan đều đến, thật sự điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Tuy nhiên, nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Quan ngày hôm qua thì hiểu ngay. Mặc dù anh không thừa nhận 100 người đàn ông kia là do mình gọi đến nhưng những người ở đó không phải kẻ ngốc, có thể dễ dàng đoán ra tất cả đều do một Dương Thanh làm ra. Tần Côn, ông dám lợi dụng tôi đối phó với cậu Dương, đúng là chán sống mà. Hứa Thiên bước từng bước tới trước mặt cụ Tần, lời nói đầy vẻ giận dữ. Sau khi nhận được cuộc gọi từ cụ Tần, ban đầu ông ta đã chuẩn bị cho người đến đây nhưng kết quả lại nhận được thông báo là Dương Thanh cũng đang ở nhà họ Tần, thế là ông ta vội vàng chạy tới. Những người khác cũng vậy, chuyện xảy ra ở nhà họ Quan tối qua khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Vốn dĩ tối qua bọn họ đã bàn bạc xong, muốn đi quy phục Dương Thanh. Nhưng bởi vì đã quá muộn nên bọn họ không dám quấy rầy Dương Thanh, thức trắng đêm không ngủ, chờ đến sáng sẽ đi gặp anh. Bây giờ biết nhà họ Tần muốn ra tay với Dương Thanh, sao bọn họ lại bỏ qua cơ hội thể hiện cơ chứ? Sau Hứa Thiên, các vị tổng giám đốc khác cũng nhao nhao bước lên, chẳng mấy chốc đã vây cụ Tần vào giữa. Lão già kia, từ hôm nay trở đi, hợp tác giữa tôi và nhà họ Tần hoàn toàn chấm dứt. Còn nữa, công ty do tôi quản lý cũng hủy hợp đồng với nhà họ Tần. Công ty Thiên Hy chúng tôi cũng hủy hợp đồng với nhà họ Tần. Tất cả tổng giám đốc của các công ty trực thuộc nhà họ Quan đều tỏ thái độ rõ ràng, không tiếp tục hợp tác với nhà họ Tần nữa. Từ sau khi nhà họ Tần đồng ý hàng năm nộp cho nhà họ Quan 45% lợi nhuận của gia tộc, tất cả sản nghiệp trực thuộc nhà họ Quan đều hợp tác với nhà họ Tần. Nếu nhà họ Quan không sụp đổ thì chỉ dựa vào sự hợp tác với nhà họ Quan, chậm nhất là đến cuối năm, nhà họ Tần có thể vươn mình thành gia tộc hạng 2, thậm chí là hàng đầu ở Giang Hải. Như vậy thì ở Giang Hải, địa vị của nhà họ Tần chỉ đứng sau 4 gia tộc lớn. Thế nhưng nhà họ Quan hoàn toàn sụp đổ rồi. Cụ Tần còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn thái độ của các sếp lớn phụ trách các sản nghiệp lớn của nhà họ Quan đối với Dương Thanh, lão ta vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Sếp Hứa, lẽ nào các ông muốn hủy hợp tác giữa chúng ta chỉ vì tôi đã đắc tội cái thằng vô dụng này? Cụ Tần hỏi với vẻ không cam lòng. Ông mới vô dụng, cả nhà ông đều là kẻ vô dụng. Cậu Dương có thể diệt gọn nhà họ Quan trong vòng một đêm, ông là cái thá gì mà dám mắng cậu ấy là thằng vô dụng. Nói xong sếp Hứa đá vào bụng cụ Tần, cũng chẳng quan tâm đối phương là một lão già gần 70 tuổi. Cụ Tần bị đạp ngã xuống đất, vẻ mặt đờ đẫn. Nhà họ Quan đã bị diệt gọn trong vòng một đêm sao? Lão ta lẩm bẩm một mình, nét mặt khó tin. Cậu Dương, từ hôm nay trở đi, Hứa Thiên tôi tình nguyện đi theo cậu. Đột nhiên Hứa Thiên đi tới trước mặt Dương Thanh, hơi cúi người xuống nói chuyện. Mà câu nói của ông ta như sét đánh ngang tai những người nhà họ Tần. Cậu Dương, Thạch Vĩ tôi tình nguyện đi theo cậu. Lý Trung tôi tình nguyện đi theo cậu. Mười mấy người phụ trách các sản nghiệp trực thuộc nhà họ Quan đồng loạt tỏ lòng trung thành với Dương Thanh. Bọn họ có thể trở thành người phụ trách các sản nghiệp lớn trực thuộc nhà họ Quan, đương nhiên không có ai là kẻ ngu. Tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua đã cho thấy bản lĩnh phi thường của Dương Thanh, anh có thể tiêu diệt nhà họ Quan chỉ trong một đêm thì cũng có thể tiêu diệt các gia tộc lớn khác ở Giang Hải. Chỉ khi đi theo người có bản lĩnh như vậy thì tương lai mới có không gian phát triển rộng mở hơn. Bọn họ tỏ lòng trung thành với Dương Thanh không chút do dự. Hành động này cũng bày tỏ họ sẽ phối hợp Dương Thanh, chuyển giao tất cả các sản nghiệp của nhà họ Quan sang Dương Thanh. Người nhà họ Tần sốc tận óc trước thái độ của bọn họ. Dương Thanh thật sự là thằng dễ ăn hại bị đuổi ra khỏi gia tộc sao? Cụ Tần tái mét mặt mày. Giờ phút này, trong đầu lão ta chợt xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cũng đã biết được nhiều chân tướng. Trước đây tập đoàn Nhãn Thanh Sáng đưa hợp đồng.
triều báo bọn họ vi phạm hợp đồng vì lão ta không giữ lời hứa, làm khó dễ cho Tần Thanh Tâm, chuyển việc hợp tác thuộc về Tần Thanh Tâm cho Tần Phi. Lão ta vừa mới đuổi cả nhà Tần Thanh Tâm ra khỏi gia tộc, trưởng phòng pháp chế của tập đoàn Nhạn Thanh đích thân xử lý việc nhà họ Tần vi phạm hợp đồng, còn cảnh cáo lão ta. Tiếp theo là dạ tiệc tại khách sạn Vườn Sao. Vốn dĩ nhà họ Tần không có tư cách được mời tham dự, nhưng lại được sắp xếp chỗ ngồi ở hàng cuối. Ngoài ra còn có rất nhiều sự việc, hễ lão ta làm bất cứ chuyện gì gây hại đến Tần Thanh Tâm là gia tộc sẽ bị trừng phạt ngay sau đó. Cụ Tần cứ tưởng đó chỉ là trùng hợp, đến ngày hôm nay lão ta mới biết tất cả là hành động của Dương Thanh. Thì ra tất cả là do cậu. Cụ Tần giãy giụa đứng dậy, cơ thể lảo đảo trực ngã, dường như thoát cái lão ta bỗng già đi vài tuổi. Sau khi bình tĩnh lại, lão ta nghĩ tới những gì mình đã đối xử với gia đình Tần Thanh Tâm. Bỗng dưng lão thầm nghĩ, nếu như mình tốt với Tần Thanh Tâm hơn thì bây giờ nhà họ Tần huy hoàng cỡ nào. Dương Thanh, tôi thừa nhận là tôi đã xem thường cậu, nhưng chỉ vì vậy mà bắt Tần Côn tôi phải cúi đầu trước cậu thì tôi nói cho cậu biết, đừng hòng. Cụ Tần đứng thẳng lưng, trong đôi mắt từng trải ấy tràn đầy kiên định. Dù biết Dương Thanh có thân phận không tầm thường, cụ Tần vẫn không chịu cúi đầu. Cái ý nghĩ Dương Thanh là kẻ vô dụng đã ăn sâu bén rễ trong đầu lão ta rồi. Hơn nữa, cả gia đình Tần Thanh Tâm bị lão ta đích thân đuổi ra khỏi gia tộc, cho nên dù có sai thì lão ta cũng không thừa nhận. Bỗng nhiên Dương Thanh cảm thấy thật đáng buồn, vì tôn nghiêm của mình mà cụ Tần thả trơ mắt nhìn người nối dõi tông đường duy nhất nhà mình bị nghiền nát hai chân cũng không chịu khuất phục. Lão ta thả trơ mắt nhìn cả gia tộc sụp đổ cũng không chịu cúi đầu chỉ vì khăng khăng cho rằng Dương Thanh là kẻ vô dụng. Thà sai thì sai đến cùng, đây là cụ Tần một lão già cổ hủ hết thuốc chữa. Lão già kia, ông đúng là chán sống rồi. Nếu muốn chết thì để tôi tiến ông lên đường. Hứa Thiên lập tức tiến đến tát lão ta. Bốp! Nhưng đúng lúc này, chẳng biết Dương Thanh xuất hiện sau lưng Hứa Thiên từ bao giờ, túm lấy cổ tay ông ta. Chuyện của tôi đâu đến lượt ông xen vào. Ánh mắt Dương Thanh không hề giấu vẻ lạnh lùng. Cậu Dương, tôi. Hứa Thiên sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp, toàn thân run lẩy bẩy. May mà Dương Thanh không làm khó ông ta. Dương Thanh, cho dù cậu có đứng ở vị trí cao hơn cũng không thể thay đổi địa vị của cậu trong lòng tôi. Trong mắt tôi, cậu luôn là kẻ vô dụng. Cụ Tần bình tĩnh nhìn Dương Thanh đang đứng trước mặt mình, không hề sợ hãi, đừng tưởng cậu ngăn bọn họ đánh tôi thì tôi sẽ thay đổi cách nhìn về cậu. Ông thật sự cho rằng tôi để ý mấy thứ này sao? Dương Thanh bật cười, khẽ lắc đầu, điều tôi để ý không phải ông nhìn nhận tôi như thế nào, cũng không phải ông đối xử với tôi ra sao, mà là thái độ của ông đối với Thanh Tâm. Ông không biết đâu, nếu không nhờ Thanh Tâm nói giúp thì nhà họ Tần đã sụp đổ từ lâu rồi. Nhà họ Tần làm cô ấy tổn thương hết lần này đến lần khác, nhà họ Tần có lỗi với cô ấy. Cụ Tần run lên, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Lão ta không hề nghi ngờ lời Dương Thanh, bởi vì thực lực của Dương Thanh đã bày ra trước mắt, nếu đối phương muốn tiêu diệt nhà họ Tần thì chẳng cần đợi đến ngày hôm nay. Vì vậy, nhà họ Tần có thể tồn tại đến bây giờ là nhờ Tần Thanh Tâm hết. Lúc này đây, ông ta chợt nghĩ đến tất cả những gì Tần Thanh Tâm đã làm cho nhà họ Tần. Lần đầu tiên trong lòng ông ta nảy sinh cảm giác hối hận. Rầm rầm. Đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên, dường như mặt đất cũng chấn động. Mọi người đồng loạt nhìn sang thì thấy mười mấy cái máy xúc đang đi về phía trang viên nhà họ Tần. San bằng nơi này đi, Dương Thanh đột ngột ra lệnh. Chuyển vào nhà mới. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Dương Thanh, mười mấy chiếc máy xúc đồng loạt lái vào trang viên nhà họ Tần. Rầm rầm. Bức tường bao quanh trang viên dài mấy chục mét sập xuống trong nháy mắt, bụi bay mù mịt khắp biệt thự. Cụ Tần đứng sững ra đó, thậm chí không quay đầu nhìn. Dương Thanh, cậu không thể làm như vậy, đây là tất cả những gì nhà họ Tần cùng nhau cố gắng gây dựng trong suốt mấy chục năm mới có được. Dương Thanh, tôi cầu xin cậu hãy cho nhà họ Tần thêm một cơ hội nữa. Chú Thanh ơi, đây là ngôi nhà nơi cháu lớn lên từ nhỏ đến lớn, chú đừng phá hủy nơi này được không? Lúc này, toàn bộ già trẻ trai gái nhà họ Tần đều lên tiếng cầu xin. Dương Thanh cũng biết đầu sỏ là Tần Phi và cụ Tần, không liên quan đến những người khác. Mặc dù họ đã từng coi thường mình và dùng lời lẽ cay nghiệt với Tần Thanh Tâm, nhưng tất cả là do Tần Phi xúi giục. Tất cả im miệng cho tôi. Cụ Tần bỗng gầm lên giận dữ, cho dù nhà họ Tần bị phá,
nhưng chỉ cần nhà họ Tần vẫn còn một người thì không coi là sụp đổ. Tuy lão ta cố chấp nhưng có thể nói như vậy trong hoàn cảnh này thì chưa đến mức hồ đồ. Rầm rầm. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, một ngôi biệt thự đổ sập rầm xuống đất và bị san bằng trong giây lát trước sự chứng kiến của mọi người. Ai ai cũng nghĩ rằng tất cả các biệt thự sẽ bị san bằng nhưng chợt phát hiện hơn 10 chiếc máy xúc kia bỗng quay đầu xe đi luôn. Gọi nhiều máy xúc tới chỉ để phá một ngôi biệt thự rồi rời đi, điều này khiến ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Bởi vì ngôi biệt thự bị phá kia là khu nhà cao cấp của Tần Phi. Cụ Tần cũng rất bất ngờ. Lão ta cứ ngỡ Dương Thanh sẽ san bằng toàn bộ trang viên nhưng nào ngờ anh dàn cảnh rầm rộ như vậy chỉ để phá biệt thự của Tần Phi. Những người phụ trách các sản nghiệp lớn trực thuộc nhà họ Quan cũng tỏ ra nghi ngờ, nhưng sau khi biết ngôi biệt thự kia là của Tần Phi thì hiểu ngay. Dương Thanh không muốn phá hủy cả gia tộc họ Tần mà chỉ trả lại gấp bội lần tất cả những gì Tần Phi đã làm mà thôi. Ân oán giữa tôi và nhà họ Tần chấm dứt tại đây. Dương Thanh chợt quay lưng bỏ đi. Đi xa rồi, anh mới nói vọng lại, sau này không ai được vì tôi mà cố ý gây khó dễ cho nhà họ Tần. Dứt lời anh leo lên chiếc xe phê Tần khiêm tốn. Các sếp lớn nhà họ Quan hết sức ngỡ ngàng. Rõ ràng câu nói kia là lời cảnh cáo tới bọn họ. Tần Côn, xem như số ông may mắn, không thì hôm nay sẽ là ngày tới số của nhà họ Tần các ông. Hứa Thiên nhìn cụ Tần cười khẩy, sau đó xoay người rời khỏi nhà họ Tần. Không lâu sau, các sếp khác cũng kéo nhau rời đi, chỉ còn lại người nhà họ Tần đứng trước đống tường đổ nát đã bị san bằng với các biểu cảm khác nhau. Cụ Tần thừa người ra, không ngờ Dương Thanh sẽ tha cho nhà họ Tần. Lão ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng hành động của Dương Thanh lại nằm ngoài dự đoán của lão ta. Chẳng những anh không san bằng trang viên nhà họ Tần mà còn cảnh cáo nhóm sếp lớn nhà họ Quan không được nhằm vào nhà họ Tần. Nói cách khác, nhà họ Tần chỉ tổn thất một ngôi biệt thự. Ngoài ra không tổn thất thêm bất kỳ thứ gì khác. Tôi sai rồi. Rất lâu sau đó, cụ Tần bỗng buông tiếng thở dài. Lão ta đã sống qua gần 70 nồi bánh chưng, lần đầu tiên thừa nhận sai lầm của mình. Thưa cụ, con đi tìm đội xây dựng sửa sang lại trang viên nhé. Một người đàn ông nhà họ Tần bất chợt lên tiếng. Cụ Tần lắc đầu, ánh mắt đảo qua mọi người nhà họ Tần rồi cất cao giọng nói. Trừ khi nhà họ Tần vươn lên thành một trong 4 gia tộc lớn ở Giang Hải, nếu không thì mọi thứ ở đây đều phải giữ nguyên. Mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc và tràn đầy tự tin của cụ Tần, bọn họ đã hiểu ra. Sau chuyện lần này, cụ Tần đã thật sự thay đổi rồi. Tôi mong rằng từ nay về sau, mỗi ngày khi mọi người đi qua chỗ này phải luôn luôn nhắc nhở mình đừng bao giờ coi thường bất kỳ một ai, cũng đừng đắc tội bất kỳ kẻ nào. Cụ Tần nói rất nghiêm túc. Bây giờ mọi người mới hiểu không phải lão ta muốn bọn họ khắc ghi nỗi sỉ nhục này mà là muốn bọn họ cẩn thận, đừng coi thường bất kỳ ai. Chẳng hạn như Dương Thanh, một kẻ vô dụng từng bị mọi người xem thường giờ đây đã thay đổi chóng mặt, trở thành người có thể phá hủy nhà họ Tần chỉ bằng một câu nói. Vậy có chữa chân cho Tần Phi không? Có người dè dặt hỏi. Dù sao Dương Thanh đã nói là không được chữa chân cho Tần Phi. Cụ Tần không đành lòng nhưng vẫn bảo, không chữa. Nói xong lão ta cũng xoay người đi. Đám người nhà họ Tần nhìn theo bóng lưng cụ Tần rời đi, tâm trạng rất đỗi nặng nề. Sau khi rời khỏi nhà họ Tần, Dương Thanh đến thẳng dinh thự Vân Phong. Cùng lúc đó, Tần Y cũng đã lái xe tới dinh thự Vân Phong theo sự hướng dẫn của Tần Thanh Tâm. Đỉnh núi to đồ sộ trông như khoảng đất trống rộng thênh thang bị thần linh gọt phẳng, xung quanh là tường rào bằng kính cao ngang đầu người. Ở giữa tường rào là một ngôi biệt thự lớn như hoàng cung. Trước cửa biệt thự còn có một hồ bơi lộ thiên cỡ lớn. Biệt thự có 3 tầng, vào cổng là gặp ngay một con đường nhỏ dải đá cuội, hai bên đường là một hàng ghế đá, trên mặt ghế đá đặt đủ các loại chậu hoa bồn cảnh quý hiếm muôn màu muôn vẻ. Đằng sau biệt thự là bãi đỗ xe, mười mấy chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn đắt đỏ đậu thành hàng ngay ngắn. Sau khi trông thấy những hình ảnh này, Tần Y và Châu Ngọc Thúy cảm thấy như mình đang nằm mơ. Thanh Tâm, đây là nhà mới của chúng ta hả con? Châu Thúy Ngọc kích động kéo cánh tay Tần Thanh Tâm. Đây là nhà của Dương Thanh, Tần Thanh Tâm đính chính. Tuy Tần Y cũng kích động đấy, nhưng nghĩ tới những bí ẩn về Dương Thanh, cô ta lại đè nén cảm xúc kích động, dần bình tĩnh lại. Con và cậu ta vẫn chưa ly hôn, một nửa biệt thự này là của con. Châu Ngọc Thúy vội lên tiếng,
lòng thầm lên kế hoạch làm thế nào mới có thể chiếm lấy biệt thự vào tay mình. Tới khi Tần Thanh Tâm dẫn Châu Ngọc Thúy và Tần Y vào trong biệt thự, hai mẹ con càng ngạc nhiên hơn. Căn nhà cao cấp mà xem TV cũng chưa được chiêm ngưỡng bao giờ đã trở thành nhà của bọn họ, làm sao bọn họ không kích động cho được. Nhìn từ bất kỳ ô cửa sổ nào xuống bên dưới cũng thấy cả Giang Hải đang nằm dưới lòng bàn chân. Ngay lúc này, một chiếc xe Rolls Royce màu đen chậm rãi lái vào dinh thự Vân Phong. Một nam một nữ bước xuống xe, theo sau còn có hai vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm. Ông xã, anh nói đây là ngôi nhà tương lai của chúng ta sao? Nhưng hình như ở đây có người ở rồi. Cô gái trang điểm đậm dựa cả người vào gã trung niên béo ục ịch bên cạnh. Đây là biệt thự do nhà họ Ngụy khai phá, dù có người ở rồi thì cũng có sao. Chỉ cần cưng thích thì anh đuổi bọn họ đi là được, gã trung niên nói rất ngông cuồng. Ông xã em giỏi quá. Cô gái cười nũng nịu, hôn chụt lên mặt gã trung niên béo phì. Tần Thanh Tâm đang thu dọn đồ đạc trong biệt thự nghe thấy bên ngoài có tiếng động, còn tưởng là Dương Thanh đã về nên vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa ra ngoài đã trông thấy mấy gương mặt xa lạ. Các người là ai? Tần Thanh Tâm nhíu mày hỏi. Ai vào người đó chết? Sự xuất hiện của Tần Thanh Tâm lập tức thu hút sự chú ý của gã trung niên. Khi nhìn thấy Tần Thanh Tâm, gã chợt có cảm giác mùa xuân của mình đến rồi. Chào người đẹp, anh là Ngụy Tường, người nhà họ Ngụy. Chẳng hay người đẹp tên gì. Ánh mắt Ngụy Tường không giấu nổi ý dâm, trắng trợn quan sát Tần Thanh Tâm từ đầu đến chân, nhất là các vị trí nhạy cảm đều bị cặp mắt dâm dê của gã xăm soi nhiều lần. Thật ra cô nàng bên cạnh gã không phải vợ gã mà chỉ là cô bạn gái gã mới đổi mấy hôm trước. Tuy cô nàng cũng xinh đấy, nhưng nếu so với Tần Thanh Tâm thì đúng là khác nhau một trời một vực. Tần Thanh Tâm nhíu mày. Ở Giang Hải này, người dám tự giới thiệu mình là người nhà họ Ngụy thì chỉ có một khả năng, đối phương xuất thân từ nhà họ Ngụy, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Giang Hải. Lúc này Tần Y cũng đi ra, thấy trong sân có mấy người lạ, cô ta nghi hoặc hỏi, bọn họ là ai vậy chị? Một Tần Thanh Tâm đã đủ khiến Ngụy Tường sửng sốt rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một Tần Y cũng ngon không kém. Gã lập tức vui mở cờ trong bụng, Tần Thanh Tâm phát hiện ánh mắt xấu xa của Ngụy Tường thì bất giác che trước Tần Y, lạnh lùng lên tiếng, tôi không quan tâm ông là ai. Đây là nhà của tôi, mời ông lập tức rời khỏi đây. Người đẹp, anh còn chưa biết tên của các em mà. Vả lại, bây giờ chỗ này là nhà của em, nhưng nó sắp trở thành nhà của anh rồi. Ngụy Tường cười híp mắt nhìn hai chị em. Ông có ý gì? Tần Thanh Tâm cau mày. Đây là bất động sản do nhà họ Ngụy khai thác. Bây giờ người yêu của anh ưng ý nên các em phải dọn ra ngoài thôi. Đương nhiên, nếu hai người đẹp không ngại thì có thể ở cùng anh. Ngụy Tường cười bỉ ổi, không hề che giấu hứng thú với Tần Thanh Tâm và Tần Y. Con heo mập chết bầm kia, ông sủa bậy gì đấy? Tần Y lập tức nổi giận, chửi ầm lên. Ngụy Tường chợt nổi giận, gã chỉ cao 1m6 mà nặng những 100 cân, béo ục ịch, mắt mũi miệng xô vào nhau, ngoại hình xấu đau xấu đớn. Gã ghét nhất là bị người ta nói gã béo. Đương nhiên với thân phận của gã, chẳng ai dám nói gã béo cả, chứ đừng nói đến việc bị mắng thẳng vào mặt là con heo mập chết bầm. Có gan thì cô em lặp lại lần nữa cho anh nghe xem. Hai mắt Ngụy Tường bùng lên lửa giận, trông mắt càng nhỏ hơn, chỉ còn một khe hở. Tần Thanh Tâm thầm than không ổn, vội vàng ngăn cản, em đừng nói nữa, mau vào nhà đi. Chị à, chị nhìn ánh mắt của con heo mập chết bầm này đi, thật tởm lợm. Xấu xí không phải lỗi của hắn, nhưng lỗi của hắn là đã xấu mà ra ngoài huênh hoang khiến người ta buồn nôn. Tần Y không hề biết mình đã chọc giận kẻ nào, vẫn đang châm chọc đối phương. Vả miệng cho tôi, Ngụy Tường giận dữ quát to. Một vệ sĩ đứng sau lưng gã lập tức đi thẳng về phía Tần Y. Đến lúc này Tần Y mới nhận ra đối phương dám ra tay thật. Nếu các người còn gây rối thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Tần Thanh Tâm cuống lên, vội lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ, tôi là chủ dinh thự Vân Phong, hiện đang có người gây sự ở đây, phiền các anh mau đến đây xử lý. Ban đầu tên bảo vệ nhận cuộc gọi còn vô cùng lễ độ. Nhưng sau khi nghe cô giới thiệu mình là chủ dinh thự Vân Phong, đối phương lập tức cúp máy. Ngụy Tường cười gằn, đây là khu biệt thự hạng sang mà nhà họ Ngụy chúng tôi khai thác xây dựng. Cho dù chỗ này là dinh thự Vân Phong đi chăng nữa, cô cảm thấy bọn họ có dám xía vào chuyện của tôi không?
Bấy giờ Tần Thanh Tâm mới bừng tỉnh, chỉ có duy nhất một con đường đi tới đây, nếu không phải chủ nhà thì không được cho vào. Bây giờ Ngụy Tường có thể lái xe vào trong, việc này đã nói rõ vấn đề. Mà lúc này, vệ sĩ của Ngụy Tường đã đi tới cạnh Tần Y, giơ tay tát cô ta. Bộp! Vệ sĩ đang định đánh thì bất chợt cảm thấy cổ tay bị tóm chặt, một người đàn ông đen thui đứng che trước mặt Tần Y. Mặt tên vệ sĩ biến sắc, thả ra. Biến! Gã đầu con da đen đấm một cú lên ngực tên vệ sĩ khiến hắn phải lùi về sau 7-8 bước mới dừng lại, ánh mắt không giấu được nét hoảng sợ. Sâm Ba! Tần Y từng gặp Sâm Ba, bây giờ nhìn thấy gã, cô ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm gặp Sâm Ba, hiện giờ cô chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Đây là vệ sĩ do anh rể phái tới bảo vệ chúng ta, Tần Y hớn hở khoe với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm thoáng chua xót. Rõ ràng cô và Dương Thanh là vợ chồng nhưng gần đây cô mới phát hiện Tần Y còn biết nhiều chuyện về Dương Thanh hơn mình. Ngụy Tường trông thấy Sâm Ba, sắc mặt tối sầm lại. Sâm Ba cũng khá kinh ngạc vì lúc nãy gã tấn công bất ngờ mới có thể đánh lui tên vệ sĩ kia, hơn nữa cú đánh đó rất mạnh. Vệ sĩ bình thường không thể chịu được đòn này, nhưng vệ sĩ của Ngụy Tường bị đánh trúng cũng chỉ lùi về sau mấy bước. Chết tiệt, bọn mày cùng xông lên đi. Ngụy Tường ra lệnh, hai tên vệ sĩ cùng xông về phía Sâm Ba. Ánh mắt Sâm Ba thoáng nặng nề, gã nói với hai cô gái phía sau, hai người về phòng trước đi. Dứt lời gã lập tức xông ra ngoài đánh nhau với hai tên vệ sĩ. Tuy thực lực của gã rất mạnh, song vệ sĩ của Ngụy Tường cũng không thua kém, lại còn đánh đôi. Vì thế Sâm Ba không hơn bọn họ là bao, chỉ có thể đánh ngang tay. Dù vậy Ngụy Tường vẫn hết sức kinh ngạc. Hai vệ sĩ này là vệ sĩ hàng đầu thế giới, gã phải trả giá cao mới thuê được. Vậy mà hai người cùng đánh cũng không giải quyết được một mình Sâm Ba. Đúng lúc này, một chiếc xe Phaeton màu đen từ từ tiến vào dinh thự Vân Phong, Dương Thanh bước xuống xe. Anh Thanh! Sâm Ba ra hai đòn liên tiếp, đẩy lùi hai tên vệ sĩ, sau đó đi tới bên cạnh Dương Thanh. Dương Thanh nhìn chiếc xe Rolls Royce phía sau Ngụy Tường là biết tên mập này có thân phận không tầm thường. Nhưng anh không rõ gã đến đây làm gì. Trong lúc Dương Thanh nhìn Ngụy Tường, Ngụy Tường cũng quan sát anh. Gã thình lình lên tiếng, nhóc con, cậu là Dương Thanh phải không? Đối phương biết tên mình chứng tỏ mục tiêu của gã là mình. Dương Thanh hờ hững liếc qua gã, sau đó hỏi Sâm Ba, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sâm Ba kể lại chuyện vừa rồi. Thật ra Sâm Ba vẫn luôn bí mật bảo vệ Tần Y nên nắm rõ đầu đuôi sự việc xảy ra ở đây lúc nãy. Dương Thanh nghe đến đoạn vệ sĩ của đối phương suýt đánh Tần Y, nét mặt trở nên lạnh lẽo. Ngụy Tường thấy Dương Thanh bơ mình thì nổi cáu, nhóc con, mẹ nó cậu điếc à? Ông đây đang hỏi cậu đấy, bốp. Ngụy Tường còn chưa nói dứt câu, một bóng đen đã lao tới tát gã bay ra ngoài. Hai vệ sĩ ngu người luôn. Sâm Ba cũng ngây ngốc. Mới rồi Dương Thanh vẫn còn đứng bên cạnh gã nhưng thoát cái đã xuất hiện bên cạnh Ngụy Tường. Hai người cách nhau ít nhất 10 mét, vậy mà anh có thể xông đến tát bay đối phương trong nháy mắt. Sức bật và tốc độ này thật đáng sợ làm sao. Cô gái đi theo Ngụy Tường sợ chết khiếp, chân bùn rủn đứng một bên. Dương Thanh chẳng thèm liếc nhìn cô ta. Anh đi đến cạnh Ngụy Tường, nhìn từ trên cao xuống nói với gã, không muốn chết thì dắt chó của ông cút đi. Nếu tôi còn trông thấy ông dám bước vào đây nửa bước thì tôi sẽ lấy mạng ông. Nhóc con! Mày dám đánh tao à, mày có biết tao là ai không? Ngụy Tường lau vết máu dính ở khóe miệng, sau đó loạng choạng đứng dậy, giận dữ nhìn Dương Thanh. Ông là ai thì có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ biết đây là địa bàn của tôi. Không có lệnh của tôi, ai dám bước vào đây tôi sẽ giết kẻ đó, ánh mắt Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo. Xin cậu trách phạt. Cơ thể béo núc ních run lên bần bật, Ngụy Tường đành phải nuốt lại lời đe dọa. Cậu Dương! Vừa rồi là lỗi của tôi, bây giờ tôi nhận lỗi với cậu. Xin lỗi cậu, vừa rồi Ngụy Tường vẫn còn phách lối hết sức, giờ lại xin lỗi Dương Thanh như biến thành một người khác. Thái độ của gã quay ngoắt 180 độ, đến cả Dương Thanh cũng sửng sốt. Gã sợ hả, Dương Thanh không chú ý thấy cái nhìn bấn cợt của Ngụy Tường. Quả nhiên con cháu xuất thân trong 4 gia tộc lớn nhất ở Giang Hải chẳng có kẻ nào đơn giản. Cậu Dương, không giấu gì cậu. Lần này tôi đến tìm cậu không phải vì tôi ưng ngôi biệt thự này mà là vì có một người tai to mặt lớn thích nơi này. Ngụy Tường tỏ ra khó xử.
trông không giống đang nói dối, vậy thì hẳn là có người vừa ý ngôi biệt thự này thật. Dương Thanh ngầm hiểu, lúc trước anh bảo Lạc Bân mua dinh thự Vân Phong, bây giờ lại có người muốn mua chỗ này, nhà họ Ngụy bèn sắp xếp một người đi thuyết phục. Điều này chứng tỏ người muốn sở hữu ngôi biệt thự này chắc chắn có lai lịch đáng gờm. Người khác thích dinh thự Vân Phong thì có liên quan gì đến tôi? Tôi không bán, ông có thể cút rồi đấy, Dương Thanh lạnh nhạt nói. Cậu Dương, dù sao nơi này cũng là biệt thự do nhà họ Ngụy chúng tôi khai phá. Tuy cậu và Lạc Bân có quan hệ tốt, nhưng địa vị của đối phương còn lớn hơn, lại sẵn sàng trả thêm cho cậu 10 triệu so với giá gốc. Ánh mắt Ngụy Tường đã lộ rõ cảm xúc không vui, nhưng gã vẫn nén giận, mong cậu Dương hãy nghĩ lại, đừng vướng vào rắc rối không cần thiết. Đây là ngôi biệt thự tôi mua bằng tiền đàng hoàng, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cũng đứng tên tôi. Dù là ai khai phá thì nơi này cũng là bất động sản tư nhân của tôi. Có người thích thì tôi phải bán à? Dương Thanh cười gằn, anh không hiểu nổi logic của nhà họ Ngụy. Cậu Dương, cậu đừng quá đáng. Đối phương sẵn lòng bồi thường cho cậu 10 triệu, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đương nhiên, nếu cậu không có chỗ ở thì tôi sẽ giải quyết giúp cậu, tặng cậu một ngôi biệt thự khác dưới chân núi để bồi thường. Ngụy Tường cắn răng nói, cho dù là một ngôi biệt thự bình thường nhất dưới núi Cửu Thành cũng phải hơn chục triệu. Hai mắt Dương Thanh dần híp lại, xem ra lai lịch của đối phương thật sự không tầm thường. Không ngờ đối phương có thể khiến nhà họ Ngụy tiêu tốn nhiều như vậy. Nâng giá mua lại biệt thự này. Ông không hiểu tôi nói gì à? Hay là không nghe thấy? Có cần tôi giúp ông nghe rõ không? Dương Thanh híp mắt nói. Trông có vẻ như Ngụy Tường đang thuyết phục, nhưng từ đầu đến cuối gã đều hết mũi lên trời, điều này khiến Dương Thanh rất khó chịu. Dương Thanh, cậu đừng tưởng mình quen biết Lạc Bân là có thể hoành hành ở Giang Hải. Hiện giờ tập đoàn Nhạn Thanh đã tách khỏi gia tộc Vũ Văn, có gì ghê gớm chứ? Ngụy Tường giận dữ quát, trước mặt nhà họ Ngụy chúng tôi, ngay cả Lạc Bân cũng chẳng là cái thá gì chứ đừng nói chi đến một tên phụ trách công ty chi nhánh. Nếu cậu cho rằng có ông ta làm chỗ dựa cho mình là có thể thích gì làm nấy, vậy thì cậu sai rồi. Dương Thanh thầm cảm thán. Ngày trước, vào lúc tập đoàn Nhạn Thanh huy hoàng nhất, một người phụ trách công ty chi nhánh cũng có thể khiến gia tộc hàng đầu địa phương phải cẩn thận đối đãi. Vậy mà bây giờ... Sau khi tin tức tập đoàn Nhạn Thanh tách khỏi gia tộc họ Vũ dần truyền ra, đến cả vùng Giang Hải nhỏ bé này cũng chẳng có ai xem ra gì. Bọn họ cảm thấy tập đoàn Nhạn Thanh bây giờ chỉ là một con mèo bệnh mà thôi. Dương Thanh chẳng những không giận mà còn mỉm cười, ông thật sự cho rằng tôi tự tin như vậy là nhờ Lạc Bân sao? Chẳng lẽ không phải vậy? Ngụy Tường cười khẩy, cậu có thân phận gì, nhà họ Ngụy chúng tôi đã biết rõ như lòng bàn tay. Cậu chỉ là một thằng ở rể cho một gia tộc xa sút mà thôi. Lạc Bân thích vợ cậu, cậu còn tưởng mình là bạn của ông ta đấy à? Dương Thanh nheo mắt nhìn Ngụy Tường, xem ra có rất nhiều người tưởng rằng mối liên hệ giữa mình và Lạc Bân là Tần Thanh Tâm. Trước ông, nhà họ Quan cũng kiêu ngạo như vậy, nhưng không lâu sau, nhà họ Quan đã sụp đổ trong im lặng. Bây giờ người nhà họ Ngụy cũng lớn lối như thế, ông nói xem liệu có một ngày... Nhà họ Ngụy cũng theo chân nhà họ Quan không? Chuyện xảy ra ở nhà họ Quan tối qua chưa lan truyền ra ngoài, ngay cả nhà họ Ngụy cũng không biết. Bây giờ đột nhiên nghe Dương Thanh nói nhà họ Quan đã rớt đài, Ngụy Tường cười nhạo, đúng là không biết trời cao đất dày. Mặc dù nhà họ Quan không lớn mạnh bằng nhà họ Ngụy nhưng cũng chẳng kém là bao. Cho dù là nhà giàu nhất tỉnh Lỵ cũng có nhà nào dám tiêu diệt nhà họ Quan chứ? Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt nên mới có kiên nhẫn tám nhảm với ông. Bây giờ ông có thể biến đi rồi đấy, Dương Thanh đột ngột lên tiếng. Cậu còn chưa biết người vừa ý ngôi biệt thự này là ai mà đã từ chối rồi sao, Ngụy Tường nổi nóng. Cút ra khỏi đây trong vòng 10 giây, nếu không thì ở lại đây mãi mãi đi. Dương Thanh tỏa ra khí lạnh. Tần Thanh Tâm còn đang ở đây. Nếu không thì Ngụy Tường dám xông vào địa bàn của anh cũng đủ tạo thành lý do để anh lấy mạng gã rồi. Ngụy Tường cao có, gã chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa có ai đánh gã, cũng chưa có ai đe dọa gã, Dương Thanh là người đầu tiên. Cậu không chịu chuyển nhượng thì cứ chờ vị kia đến tìm đi, xem cậu còn kiêu ngạo được không. Ngụy Tường bỏ lại một câu rồi xoay người lên xe. Sau khi gã dẫn người rời đi, Sâm Ba lên tiếng, anh Thanh, anh cứ thả bọn họ đi như thế à? Không thì sao, Dương Thanh thắc mắc.
ít nhất phải biết rốt cuộc là kẻ nào muốn có biệt thự này trước đã. Chẳng phải Chiêu Châu các anh có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng hay sao? Bây giờ ngay cả kẻ địch là ai chúng ta cũng không biết, vậy thì rất bị động. Sâm Ba nói tiếng Chiêu Châu rất giỏi, thỉnh thoảng còn nói được vài câu tục ngữ thành ngữ gì đấy. Dương Thanh chợt nở nụ cười, khí thế ngông cuồng đột ngột bùng nổ, trên thế giới này có mấy ai xứng làm kẻ địch của tôi. Sâm Ba thoáng giật mình khi cảm nhận được khí thế ngông cuồng toát ra từ trên người Dương Thanh, nhưng ngay sau đó gã chợt hiểu ra Dương Thanh hoàn toàn không coi kẻ mà Ngụy Tường nhắc tới ra gì. Dương Thanh, anh không sao chứ? Tần Thanh Tâm và Tần Y thấy Ngụy Tường dẫn người rời đi thì vội vàng súng lại. Dương Thanh cười khẽ, yên tâm, anh thì có chuyện gì được. Nói xong anh lại quay sang hỏi Tần Y, nhà mới cũng được đúng không? Em chọn phòng cho mình chưa? Anh rể, anh quá khiêm tốn rồi đó. Có biệt thự xịn thế này mà vẫn chịu ấm ức ở căn biệt thự cũ với gia đình em. Nhắc tới nhà ở, Tần Y không còn hậm hực như lúc nãy nữa. Cô ta kích động nói, em đã bảo mà, chị lấy anh mới là hạnh phúc nhất. Tần Thanh Tâm khéo léo đẩy cánh tay Tần Y đang cầm tay Dương Thanh ra, giả vờ giận, nhà to chưa hẳn đã tốt, hàng ngày dọn dẹp mất thời gian lắm. Dương Thanh để ý thấy hành động của Tần Thanh Tâm, anh cười thầm trong bụng vì cô ghen với cả em gái mình. Tần Y cũng không chú ý tới tâm trạng của chị gái, vẫn hớn hở ba hoa chích chòe, không cần lo vấn đề này đâu chị ạ. Tháng sau nhận lương em sẽ thuê một người giúp việc, xem như là trả tiền thuê phòng cho anh rể. Anh rể, anh sẽ không thu tiền thuê nhà của em chứ? Đương nhiên là không, Dương Thanh mỉm cười đáp. Trong khi đó, Ngụy Tường vừa rời khỏi dinh thự Vân Phong đã gọi điện thoại, dè dặt nói, xin lỗi cậu Mạnh vì tôi không hoàn thành việc mà cậu giao, xin cậu trách phạt. Tôi phản đối. Trong một ngôi biệt thự sang trọng ở thành phố Giang Bình trong tỉnh Lỵ, một bóng người trẻ trung tầm 30 tuổi ngồi trên ghế sofa làm bằng da thật, một tay bưng ly rượu đế cao chứa đầy rượu tây quý giá, tay kia cầm điện thoại di động. Sau khi nghe Ngụy Tường báo cáo, hắn không hề bất ngờ mà chỉ cười hờ hững, vậy thì tôi sẽ đích thân đến gặp cậu ta. Người đàn ông trẻ tuổi này là con cháu nhà họ Mạnh, một trong những gia tộc giàu sang quyền thế nhất tỉnh Lỵ, tên là Mạnh Huy. Sau khi cúp máy, Mạnh Huy khẽ nhếch môi, Mạnh Huy này đã thích thứ gì thì chưa bao giờ để vuột mất. Ở một nơi khác, Dương Thanh vừa mới về biệt thự thì Châu Ngọc Thúy cũng hấp tấp chạy tới. Bà ta đã trông thấy mọi chuyện xảy ra bên ngoài biệt thự, nhưng sau khi biết đối phương là người nhà họ Ngụy, bà ta nào dám ló mặt ra ngoài. Dương Thanh, cậu hãy khai thật đi, rốt cuộc cậu có bao nhiêu tiền? Châu Ngọc Thúy không hề thấy biết ơn Dương Thanh đã cho bà ta ở đây mà trái lại còn bắt đầu nhăm nhe túi tiền của anh. Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Tần Thanh Tâm tức giận ra mặt. Dương Thanh cho cả gia đình cô sống ở đây, cô đã áy náy lắm rồi, nào ngờ Châu Ngọc Thúy còn đánh chết cái nết không chừa. Tần Y châm chọc, chị à, tính mẹ thế nào, chị còn chưa rõ sao? Chắc là thấy anh rể mua được biệt thự lớn, mẹ lại lăm le tiền của anh rể đấy. Chẳng phải mẹ thế này là vì con à? 5 năm trước Dương Thanh ra sao, đâu phải con không biết. Trước khi kết hôn, nó nghèo rất mồng tơi. Bây giờ nó giàu có rồi, đó cũng là tài sản chung sau hôn nhân. Châu Ngọc Thúy không hề thấy ngượng, ngược lại còn nói với Tần Thanh Tâm ngay trước mặt Dương Thanh, cho nên tất cả những gì bây giờ nó đang sở hữu có một nửa là của con. Nếu giờ không nói rõ ràng thì sau này ly hôn chẳng phải con sẽ chịu thiệt sao? Dương Thanh đã biết Châu Ngọc Thúy trơ cháo từ lâu, anh cũng quen rồi, cho nên bà ta nói vậy anh cũng không thấy lạ. Trong mắt anh, Châu Ngọc Thúy chỉ là con kiến, so đo với hạng người này chỉ lãng phí thời gian. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Tần Thanh Tâm không thể tưởng tượng nổi, với lại, Dương Thanh có bao nhiêu tài sản thì liên quan gì tới con? Nếu mẹ còn vô lý như thế nữa thì dọn ra ngoài đi. Tuy Tần Thanh Tâm cũng biết tính nết của Châu Ngọc Thúy, nhưng nghe bà ta nói vậy, cô vẫn tức giận tột độ. Cô bị Châu Ngọc Thúy chọc tức phát khóc, Tần Y cũng nổi nóng, mẹ chỉ biết đến tiền thôi, nói là vì chị chứ thật ra là vì mẹ chứ gì. Nhớ một ngày nào đó anh rể bực mình lên, đuổi mẹ ra ngoài thì mẹ chẳng có biệt thự đẹp thế này mà ở đâu. Con im đi, Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận, tôi nuôi báo cô các chị lớn đến nhường này, đúng là cái lũ vô ơn. Nói xong bà ta thở phì phò nhìn Dương Thanh chòng chọc, đừng tưởng vậy là xong,
nếu cậu không nói rõ rốt cuộc cậu có bao nhiêu tài sản thì cậu không xong với tôi đâu. Cộp, cộp, cộp. Châu Ngọc Thúy xoay người đi về phòng mình. Chị à, chị đừng khóc nữa. Tức giận với cái người chỉ biết đến tiền như mẹ thì chị chỉ có nước tức chết thôi. Tần Y ôm Tần Thanh Tâm, tuy đang an ủi chị gái xong mắt cô ta cũng đỏ hoe. Dương Thanh thở dài, một người mẹ như vậy sao có thể dạy dỗ được hai cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tần Thanh Tâm và Tần Y nhỉ? Cũng có thể là từ trước tới giờ bà ta không chăm lo cho các con mà từ nhỏ hai chị em họ đã phải tự đối mặt với tất cả, cho nên họ mới trở nên hiểu chuyện như vậy. Đến trưa cả nhà mới thu dọn xong. Châu Ngọc Thúy lại trở về cuộc sống hưởng lạc như trước, ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ăn uống, trên bàn trà chất đầy vỏ trái cây và vỏ hạt. Rõ ràng là bà ta không định ăn trưa. Chị ơi, em ra ngoài ăn đây, chiều em sẽ đến thẳng công ty luôn. Tần Y dọn dẹp phòng mình xong thì đi sang phòng của Tần Thanh Tâm chào tạm biệt, sau đó rời dinh thự Vân Phong. Tần Thanh Tâm vẫn còn buồn bã, mắt đỏ hoe. Cô nhìn Dương Thanh và nói, Dương Thanh, em xin lỗi. Mẹ em là vậy đấy, mấy ngày nữa em sẽ thuê nhà bên ngoài cho bố mẹ rồi bảo họ chuyển ra. Cô đã bị Châu Ngọc Thúy vơ vét sạch sành xanh, rõ ràng là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa mà cô không thể trả trọn gói để mua một ngôi nhà ở khu chung cư bình thường. Tâm, anh đã nói rồi, em là vợ anh, tất cả những người, những việc liên quan đến em đều là chuyện của anh. Dương Thanh dịu dàng nhìn Tần Thanh Tâm, anh không quan tâm mẹ em là người như thế nào, chỉ cần mẹ không làm chuyện gì có lỗi với em và Tiêu Tiêu thì anh sẽ không động tới mẹ. Nhưng mà mẹ liên tục làm những chuyện có lỗi với anh. Tần Thanh Tâm rất cảm động, cũng cảm thấy không đáng thay Dương Thanh. Dương Thanh cười nhẹ, thì sao nào? Mẹ không dám đánh anh. Chỉ có thể nói này nói nọ thôi. Anh mặt dày lắm, mẹ mắng vài câu rồi làm gì được nữa. Hi hi. Cuối cùng Tần Thanh Tâm bị Dương Thanh chọc cười, trợn mắt giận dỗi, đúng là anh mặt dày thật. Nụ cười này hớp mất hồn của Dương Thanh. Dương Thanh ngây ngốc ngắm nhìn. Bao lâu nay, hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tần Thanh Tâm cười với mình. Trên mặt em có nở hoa đâu, anh nhìn gì thế? Tần Thanh Tâm hơi ngại khi bị Dương Thanh nhìn chăm chú như vậy, gương mặt cũng ửng hồng, trông rất đáng yêu. Em cười xinh lắm. Dương Thanh nở nụ cười thỏa mãn. Bỗng dưng Tần Thanh Tâm cảm thấy chóp mũi cay cay. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng cô chắc chắn là có sự áy náy. Thật ra anh ấy không cần gì nhiều, chỉ cần một nụ cười của mình cũng đủ để anh ấy thỏa mãn đến vậy. Khối băng giấu sâu trong tim Tần Thanh Tâm chợt tan chảy hoàn toàn. Đi ăn trưa cùng em nhé. Tần Thanh Tâm khịt mũi để che giấu tâm trạng của mình, khóe môi còn cong cong, nói với vẻ kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh cảm thấy vui vẻ đến vậy. Anh lái chiếc xe Phaeton khiêm tốn của mình, còn ngâm nga hát dọc đường nữa, khóe mắt đong đầy ý cười. Ngốc thật đấy. Tần Thanh Tâm cười trộm. Sau khi ăn trưa xong, Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm đến tập đoàn Tam Hòa theo yêu cầu mãnh liệt của cô. Tần Thanh Tâm nghĩ rằng cô phải cố gắng làm việc hơn nữa mới không phụ sự hy sinh của Dương Thanh. Ở một nơi khác, Tần Y cũng đang cố gắng làm việc gấp bội chỉ để theo kịp bước chân của Dương Thanh. Trong phòng họp nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh. Lạc Bân ngồi ở vị trí lãnh đạo, phía dưới toàn là nhân viên công ty chi nhánh. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này vì muốn tuyên bố quyết định bổ nhiệm nhân sự. Lạc Bân đảo mắt nhìn mọi người, nói cực kỳ nghiêm túc. Ông ta đích thân tuyên bố quyết định bổ nhiệm trong sự trông mong của mọi người, vì yêu cầu phát triển kinh doanh của công ty, thông qua nghiên cứu và quyết định của công ty, hiện tại tôi xin tuyên bố quyết định bổ nhiệm nhân sự mới cho nhân viên bên dưới. Bổ nhiệm nhân viên Tần Y đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh tại Giang Hải, hỗ trợ tổng giám đốc chủ trì công việc quản lý hàng ngày tại chi nhánh. Quyết định bổ nhiệm trên được chấp hành vào ngày công bố. Sau khi quyết định bổ nhiệm được tuyên bố, ai ai cũng ngạc nhiên, ngay cả Tần Y cũng vô cùng bất ngờ. Thưa sếp Lạc, tôi phản đối quyết định bổ nhiệm lần này. Đúng lúc này, đột nhiên có một người đứng dậy tỏ ý bất mãn về quyết định bổ nhiệm này trước mặt tất cả mọi người. Cơn giận của Lạc Bân. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người nói. Ông ta là trưởng phòng tiêu thụ tên là Bành Cương, khoảng chừng 40 tuổi, trên trán thưa thớt vài cọng tóc được chải chuốt bóng loáng, đeo kính gọng vàng. Trong mấy bộ phận lớn của công ty,
Bành Cương được xem là lão làng nhất. Sau khi chi nhánh Giang Hải được thành lập, ông ta được gia tộc Vũ Văn bổ nhiệm làm trưởng phòng. Trước đó vẫn chưa có phó tổng giám đốc quản lý bộ phận tiêu thụ. Rất nhiều người cho rằng Bành Cương sẽ đảm nhiệm chức vụ này, nào ngờ lại bị Tần Y chiếm mất. Lạc Bân cau mày, không vui nói, ông có ý kiến gì? Bành Cương đáp, cô ta vào công ty làm việc đến nay còn chưa được 2 tháng đã được thăng chức làm phó tổng giám đốc, không phù hợp với điều kiện thăng chức của công ty. Hừ, Lạc Bân bị chất vấn trước mặt mọi người đương nhiên sẽ khó chịu, lạnh lùng nói, đúng là thời gian Tần Y làm trong công ty rất ngắn, nhưng một nửa dự án hợp tác đều nhờ cô ấy lấy được. Chỉ trong 2 tháng này, giá trị cô ấy đem lại đã bằng một nửa của cả công ty. Cô ấy không có tư cách thì ai có? Hơn nữa, tập đoàn Nhãn Thanh luôn là nơi coi trọng người tài, từ bao giờ lại thăng chức dựa vào thời gian công tác. Đồng thời tôi phải nhấn mạnh, việc bổ nhiệm là do tổng công ty yêu cầu, không liên quan tới tôi. Nếu ông có ý kiến có thể khiếu nại lên tổng công ty. Tôi chỉ phụ trách thông báo thư bổ nhiệm của tổng công ty. Nghe vậy, mọi người đều hiểu ra. Mặc dù kinh nghiệm của Tần Y còn ít nhưng quả thực đã giúp công ty lấy được rất nhiều dự án hợp tác lớn. Nhất là trong tháng này, thành tích của cô ta cực kỳ cao. Điều này cũng giúp các nhân viên bình thường có thêm tự tin, đặc biệt là câu nói coi trọng người tài của Lạc Bân. Câu chuyện của Tần Y chính là sự khích lệ lớn nhất đối với các nhân viên bình thường. Được rồi, nếu mọi người không còn chuyện gì khác thì giải tán đi. Lạc Bân nhìn bọn họ một lượt, lên tiếng đuổi người. Coi như ông ta đã hoàn thành được nhiệm vụ Dương Thanh giao cho, còn phải nhanh chóng báo cáo lại với anh. Lạc Bân, ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Bành Cương nổi giận gọi thẳng tên của Lạc Bân ngay trước mặt toàn bộ nhân viên. Lời nói của ông ta khiến tất cả đều sợ ngây người. Tổng công ty ở xa, mặc dù Lạc Bân chỉ là tổng giám đốc của chi nhánh Giang Hải nhưng vẫn là lãnh đạo cao nhất của nơi này. Vậy mà Bành Cương lại công khai chống đối ông ta. Bây giờ tôi sẽ cho các đồng nghiệp xem vài thứ. Chắc chắn sau khi xem xong mọi người sẽ biết Tần Y trèo lên chức phó tổng giám đốc bằng cách nào. Bành Cương lớn tiếng nói rồi lấy một sấp ảnh chụp trong túi ra ném ra ngoài. Ngay sau đó, khắp nơi trong phòng họp đều có ảnh chụp. Tần Y cũng lấy một bức xem thử, mặt lập tức biến sắc, cực kỳ tức giận. Bởi vì trong ảnh, cô ta đang ngồi trong ngực Lạc Bân, thân mật ôm cổ ông ta nở nụ cười. Nhìn thấy ảnh chụp, mọi người đều xôn xao. Tất cả khiếp sợ nhìn Tần Y, đến cả Tôn Điềm, bạn thân của cô ta cũng cực kỳ ngạc nhiên. Tôn Điềm cũng tin chứ đừng nói là người khác. Tôi nghĩ không cần nói gì, mọi người đều hiểu Tần Y đã dùng thủ đoạn gì rồi phải không? Bành Cương cười lạnh nói, tôi vốn vẫn nghi ngờ tại sao Tần Y lại có được nhiều dự án hợp tác lớn như vậy. Đến khi có người gửi cho tôi một phong bì chứa đầy ảnh chụp, tôi mới hiểu ra. Nói không chừng những dự án kia đều do Lạc Bân tự mình đàm phán nhưng lại cố ý nói là Tần Y. Xếp Lạc, ông đúng làm hết sức mình vì cô người tình bé nhỏ. Lạc Bân xa sầm mặt, đúng là ông ta đã âm thầm trợ giúp Tần Y đàm phán rất nhiều nên cô ta mới có thể lấy được hợp đồng hợp tác. Ông ta làm rất bí mật, căn bản không thể bị phát hiện được. Nhưng những tấm ảnh này là sao? Ông nói bậy, tôi không có quan hệ gì với xếp Lạc. Mấy tấm ảnh này đều là giả. Tần Y kích động tới nỗi toàn thân run rẩy. Cô ta vẫn là một cô gái độc thân chưa chồng, sao có thể chịu bị vu oan như vậy được? Tần Y, cô muốn thanh minh cũng vô dụng. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ ảnh là giả, nhưng hôm nay cô được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, tôi mới có thể xác định đống ảnh này đều là thật. Bành Cương châm chọc nói, làm thì cũng đã làm rồi, dám làm mà không cho phép người khác biết à? Ông câm miệng. Tần Y tức giận nói, tôi không phải. Đống ảnh này đều là Photoshop, không hề liên quan đến tôi. Nếu thực sự không liên quan, cô nói cho tôi biết tại sao người được thăng chức làm phó tổng giám đốc lại là cô. Một người mới vào công ty 2 tháng đã lên chức cao như vậy, cô không thấy lạ sao, Bành Cương cười lạnh nói. Đám nhân viên trong phòng họp cũng đang bàn tán ầm ĩ, chỉ trỏ Tần Y. Rất nhiều người tin tưởng Bành Cương. Ông ta là người mạo hiểm tiết lộ chuyện này. Hơn nữa chỉ trong 2 tháng Tần Y đã được thăng chức phó tổng giám đốc, sẽ không có ai tin tưởng. Tất cả im lặng cho tôi. Lạc Bân đập mạnh tay xuống ghế, nổi giận đùng đùng. Phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Bành Cương, nói mau,
rốt cuộc là ai phái ông tới. Lạc Bân vốn cũng tưởng Bành Cương không phục nên mới phản đối Tần Y thăng chức. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, ông ta nhanh chóng nhìn ra được nguyên do. Đầu tiên, ảnh chụp thực sự là đồ giả. Tiếp theo chuyện ông ta âm thầm trợ giúp Tần Y chắc chắn không thể bị phát hiện. Nếu Bành Cương thật sự chịu oán giận cũng không thể nào làm những chuyện này trước mặt tất cả nhân viên. Nếu nói sau lưng ông ta không có người sai khiến, Lạc Bân không tin. Ông đang thẹn quá hóa giận sao? Bị tôi bóc trần sự thật liền lấy cớ có người xúi giục sau lưng tôi à? Bành Cương không chút sợ hãi, lạnh lùng nói, tôi đã làm việc ở tập đoàn Nhạn Thanh được 10 năm, kinh nghiệm còn nhiều hơn cả ông. Tập đoàn Nhạn Thanh chính là nhà của tôi. Tôi không muốn công ty bị hủy hoại trong tay ông nên mới công khai sự thật trước mặt mọi người. Đương nhiên nếu ông muốn sa thải tôi cũng không sợ. Nhưng tôi sẽ khiếu nại lên tổng công ty, để họ điều tra rõ ràng. Tôi thật sự muốn xem thử ông có thể giữ chức tổng giám đốc này trong bao lâu nữa. Bành Cương ra vẻ bất chấp tất cả, chỉ mong giữ gìn được công lý khiến không ít nhân viên thầm khen ngợi. Bành Cương, ông thật sự coi tôi là kẻ ngốc, dễ bị lừa gạt lắm sao? Ánh mắt Lạc Bân lóe lên, lạnh giọng nói, ông cảm thấy tôi sẽ chỉ sa thải ông thôi sao? Nếu hôm nay ông không chịu khai ra sự thật, đừng hòng rời khỏi công ty nửa bước. Lúc này, khí thế của Lạc Bân vô cùng mạnh mẽ. Ông ta quát lớn, lên cho tôi. Dứt lời, có hai người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào tiến thẳng đến chỗ Bành Cương. Sóng gió ập tới. Bành Cương dám chống đối lại Lạc Bân trước mặt mọi người là vì có người chống lưng. Hiện giờ thấy Lạc Bân tỏ ra cứng rắn như vậy, bắt đầu luống cuống. Điều ông ta không ngờ nhất chính là Lạc Bân dám gọi hai người vệ sĩ tới bức cung ở nơi đông người. Những người khác cũng vậy, vốn còn nghi ngờ Tần Y và Lạc Bân có quan hệ mờ ám, nhưng bây giờ xem ra lời Bành Cương nói chưa chắc đã là thật. Lạc Bân, ông muốn làm gì? Tôi nói cho ông biết, đừng tưởng uy hiếp tôi là có thể che giấu được chuyện xấu ông đã làm. Bành Cương sợ hãi đứng bật dậy, vừa lớn tiếng mắng chửi vừa liên tục lùi lại định bỏ chạy. Nếu Bành Cương chỉ bôi nhọ Lạc Bân thì cũng thôi đi, nhưng ông ta lại nhằm vào Tần Y. Thế nên Lạc Bân mới có gan gióng trống khua chiêng đối phó Bành Cương. Hai người vệ sĩ kia đều là cao thủ công ty bỏ tiền mời về, sao Bành Cương có thể trốn thoát? Ông ta nhanh chóng bị vệ sĩ bắt lại, ăn một cú đấm vào mắt trái liền kêu la oai oái. Ông ta chưa kịp che mắt lại đã bị hai vệ sĩ xách tay kéo tới trước mặt Lạc Bân. Nói mau, rốt cuộc là ai sai khiến ông làm vậy, Lạc Bân lạnh lùng chất vấn. Mắt trái Bành Cương bầm đen. Trong mắt cũng nổi đầy tơ máu, trông cực kỳ chật vật. Lạc Bân, ông muốn hành hung bức cung trước mặt mọi người sao? Tôi phải kiện ông, Bành Cương điên cuồng giãy giụa. Lạc Bân cười lạnh nói, xem ra ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu vậy, cứ bẻ gãy một ngón tay của ông ta cho tôi. Vẫn không chịu khai thì bẻ tiếp ngón nữa. 10 ngón tay không còn thì bẻ ngón chân không còn thì cánh tay, cẳng chân. Tôi không tin ông không khai ra. Lạc Bân có thể trèo lên được vị trí tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh sao lại không có thủ đoạn gì được. Bị uy hiếp, Bành Cương sợ suýt tè ra quần, toàn thân run bần bật. Ông không thể động đến tôi, nếu không nhất định ông sẽ phải hối hận, Bành Cương gào lên. Làm đi! Lạc Bân ra lệnh, răng rắc. Á! Mọi người đều cho rằng Lạc Bân chỉ đang hù dọa, vậy mà ông ta lại làm thật, ra lệnh bẻ gãy ngón tay Bành Cương trước mặt tất cả bọn họ. Ai nấy đều thấy rợn tóc gáy, mặt mũi Tần Y cũng trắng bệch, ôm chặt cánh tay của Tôn Điềm. Đa phần mọi người ở đây đều là nhân viên bình thường, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, rất nhiều người bị dọa xanh mặt. Đúng là đã gây ảnh hưởng không tốt nhưng Lạc Bân biết mình phải làm vậy mới có thể xóa bỏ hiểu lầm của mọi người với Tần Y. Nếu để sau mới xử lý, ông ta có hàng trăm cách chơi chết Bành Cương. Nhưng khi đó kể cả có tìm được chân tướng cũng không còn ai tin tưởng Tần Y nữa. Dương Thanh bảo ông ta nâng đỡ Tần Y chứ không phải hủy hoại danh dự của cô ta. Ông ta biết rõ thủ đoạn của Dương Thanh. Nếu không xử lý tốt, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho ông ta. Tôi hỏi ông một lần nữa, ai sai khiến ông làm vậy? Lạc Bân lặp lại câu hỏi, giọng điệu bình thản như đang bàn công việc. Nhưng ai cũng thấy ông ta rất đáng sợ. Mọi người câm như hến. Không dám phát ra tiếng động nào. Lạc Bân, ông có giỏi thì giết tôi đi, á. Bành Cương vẫn mạnh miệng,
nhưng chưa nói hết câu, Lạc Bân đã ra hiệu cho vệ sĩ bẻ thêm một ngón tay nữa của Bành Cương. Xem ra, trừng phạt như vậy vẫn quá nhẹ, nếu không ông cũng không mạnh miệng được như vậy. Lạc Bân mỉm cười, chợt lên tiếng, nếu câu trả lời của ông không khiến tôi hài lòng, tiếp theo sẽ bắt đầu từ cánh tay. Nói, ai đã sai khiến ông? Lạc Bân hỏi thêm một lần nữa. Bành Cương liên tục bị bẻ hai ngón tay, đau không chịu nổi. Cuối cùng ông ta cũng biết sợ. Vệ sĩ vừa cầm cánh tay ông ta đã hét lên, tôi nói. Tôi nói. Trần Hải đưa ảnh bảo tôi vụ oan hai người. Đợi tin tức lan truyền, danh tiếng của chi nhánh Giang Hải sẽ bị hủy hoại. Chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ này, ông ta sẽ đề bạt tôi về tổng công ty làm việc. Tôi bị ép buộc, Trần Hải nói nếu tôi không làm sẽ đá tôi ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Ông ta là phó tổng giám đốc của tổng công ty, tôi không thể không nghe theo. Bành Cương thật sự biết sợ, còn lấy điện thoại ra, phải rồi xếp Lạc, tôi còn giữ ghi âm đây này. Dứt lời, ông ta mở một đoạn ghi âm, cuộc trò chuyện trong đó hoàn toàn giống hệt lời ông ta nói. Đúng là Trần Hải uy hiếp ông ta làm vậy. Giờ đây, chân tướng sự thật mới được làm rõ. Các nhân viên vốn đang oán thầm Lạc Bân đã hiểu ra mọi chuyện. Tần Y đỏ bừng hai mắt, bây giờ mới hiểu bản thân suýt nữa trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lực của các lãnh đạo tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, từ nay trở đi ông hãy cút khỏi tập đoàn Nhạn Thanh đi, Lạc Bân quyết định. Xếp Lạc, mỗi tháng tôi còn phải trả mấy chục nghìn tiền nhà, còn phải nuôi bố mẹ già và con nhỏ. Xin ông tha cho tôi lần này, tôi thực sự biết sai rồi. Bành Cương vội vàng quỳ sụp xuống cầu xin. Mặc dù ông ta chỉ là một trưởng phòng tiêu thụ nhưng đãi ngộ của công ty rất tốt. Trừ đi tiền bảo hiểm mỗi tháng ông ta vẫn thu về mấy chục nghìn tệ. Tháng trước ông ta mới đổi biệt thự mới, mỗi tháng phải trả cho ngân hàng vài chục nghìn. Hiện giờ không hoàn thành nhiệm vụ Trần Hải giao, hy vọng về tổng công ty cũng không còn. Nếu bị Lạc Bân sa thải thì ông ta sẽ không còn gì cả, đến cả tiền nhà cũng không trả nổi. Làm sai thì phải chịu phạt, tôi không gọi cảnh sát đến bắt ông, chỉ sa thải ông đã tạo điều kiện hết mức rồi. Nếu ông còn muốn dây dưa, tôi sẽ báo cảnh sát, Lạc Bân lạnh lùng nói. Nghe vậy, Bành Cương giật nảy mình, ông ta đã vụ oan người khác ở nơi đông người, chứng cứ rất rõ ràng, thực sự có thể cấu thành tội danh. Một khi có tiền án, đời này sẽ không còn cơ hội bò đến vị trí hiện giờ nữa. Ông ta chỉ có thể cam chịu rời đi. Phòng họp yên tĩnh trở lại, Lạc Bân nhìn quanh một lượt, hy vọng mọi người sẽ lấy chuyện hôm nay làm gương. Nếu còn ai dám làm vậy, tôi sẽ lấy danh nghĩa công ty kiện ra tòa. Tan họp, Lạc Bân về tới văn phòng, thấy Dương Thanh tới nên lập tức tranh thủ báo cáo chuyện vừa rồi. Ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, xem ra ở tổng công ty có vài con sâu mọt cần diệt. Chủ tịch, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản vậy đâu. Trần Hải chỉ là phó tổng giám đốc của tập đoàn lại muốn lật đổ cả chi nhánh Giang Hải, rất không hợp lý, Lạc Bân nêu ý kiến. Hôm nay ông làm rất tốt, chuyện tổng công ty không cần ông nhúng tay, tôi sẽ tự xử lý. Dương Thanh hiểu rõ tâm tư của Lạc Bân, chỉ cảnh cáo một câu rồi nói tiếp, hiện giờ tôi rất cần người trợ giúp. Chỉ cần ông trung thành, nhất định tôi sẽ không bạc đãi ông. Nghe vậy, Lạc Bân vui sướng vội đáp, xin chủ tịch yên tâm. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Ông ta vốn còn lo lắng mình xử lý quá cực đoan, không ngờ Dương Thanh lại hài lòng, còn ám chỉ ông ta là người của anh khiến ông ta vô cùng kích động. Xếp Lạc, nguy rồi, Bành Cương vừa mới chết. Đúng lúc ấy, một bóng người bỗng chạy vọt vào, hoảng sợ nói. Cái gì, ông ta chết rồi, sao lại chết? Lạc Bân kinh ngạc đứng bật dậy. Trong rượu có độc, Lạc Bân rất hoảng sợ. Vừa rồi Bành Cương bị ông ta dạy dỗ trước mặt mọi người, thậm chí còn bị bẻ gãy hai ngón tay. Bây giờ Bành Cương lại chết, nếu chuyện này truyền ra, công ty sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Bành Cương nhảy lầu tự tử rồi. Trước khi nhảy ông ta còn nói, thư ký sợ hãi không dám nói tiếp. Ông ta đã nói gì, Lạc Bân giận dữ gầm lên. Ông ta nói sếp ép ông ta phải chết, làm quỷ cũng không tha cho sếp, thư ký đáp. Lạc Bân ngơ ngác ngồi trên sofa. Hai mắt Dương Thanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nếu chỉ làm loạn bình thường, anh có thể chấp nhận, nhưng liên quan đến mạng người là giới hạn cuối cùng của anh. Báo cảnh sát đi. Dương Thanh lập tức nói. Thư ký cũng không biết thân phận của Dương Thanh,
nghe anh nói vậy liền khó xử nhìn Lạc Bân. Làm theo lời chủ tịch đi, đứng ngây ra đấy làm gì? Lạc Bân giống lên, thư ký nghe thấy hai chữ chủ tịch liền bị dọa sợ. Mặc dù thư ký thường xuyên thấy Dương Thanh đến gặp Lạc Bân nhưng vẫn không biết thân phận của anh là gì. Hôm nay thư ký mới biết chàng trai trẻ này chính là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh. Sau khi thư ký rời đi, Dương Thanh nói, chắc chắn cảnh sát sẽ gọi ông đi điều tra. Để tránh phiền phức không đáng có, bây giờ ông hãy lập tức đi đầu thú. Chuyện trong phòng họp không giấu nổi đâu. Bành Cương vừa mới chết, cho dù ông không đi đầu thú cảnh sát cũng sẽ điều tra tới ông. Lạc Bân hiểu ý của anh, vội vàng đáp, tôi sẽ nghe lời cậu. Dứt lời, ông ta lập tức ra ngoài. Dương Thanh gọi điện thoại, điều tra cho tôi, trước khi Bành Cương chết đã liên lạc với ai. Cả tình hình gia đình của ông ta nữa. Anh biết cái chết của Bành Cương chắc chắn không đơn giản. Nếu ông ta thực sự không sợ chết, tại sao mới chỉ bị bẻ hai ngón tay đã khai ra mọi chuyện? Hơn nữa, ông ta là trưởng phòng tiêu thụ của tập đoàn Nhạn Thanh. Cho dù bị sa thải nhưng với kinh nghiệm lâu năm của ông ta, muốn tìm một công việc tốt không hề khó. Một người sợ đau như ông ta sao có thể nhảy lầu? Điều này chứng tỏ ông ta đã bị uy hiếp, thứ duy nhất uy hiếp được ông ta chính là người nhà. Ngay sau đó, Tần Y bị gọi vào phòng chủ tịch. Thấy Dương Thanh ngồi trên ghế chủ tịch, cô ta kinh ngạc hỏi, sao anh lại ở đây? Có lẽ là vì Bành Cương nhảy lầu tự sát nên sắc mặt cô ta vẫn rất nhợt nhạt. Dương Thanh lên tiếng, anh bảo Lạc Bân đi đầu thú rồi, có lẽ ông ta sẽ vắng mặt một thời gian. Từ giờ trở đi, em tạm thay vị trí tổng giám đốc quản lý công ty đi. Mặc dù Tần Y biết Dương Thanh lợi hại nhưng chưa từng nghĩ anh lại là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Lúc này nghe anh nói vậy, cô ta chợt nảy ra một ý nghĩ lớn mật. Anh rể, anh. Tần Y không biết có nên vạch trần hay không, vì Dương Thanh chưa từng nói cho cô ta biết chuyện của mình. Dương Thanh trầm giọng nói, anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Bây giờ không kịp giải thích với em, sắp tới sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ im lặng nghe anh nói. Vâng. Sau khi chứng thực được suy đoán, Tần Y rất kinh hãi. Nhưng cô ta hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức ngoan ngoãn nghe Dương Thanh dặn dò. Đầu tiên, cái chết của Bành Cương còn có ẩn tình. Em đừng cảm thấy áy náy. Bây giờ việc em cần làm là thay Lạc Bân xử lý tốt công việc của công ty. Thứ hai, Bành Cương vừa chết, chắc chắn sẽ có người thừa cơ gây rối. Em sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Nhưng đừng lo. Dù xảy ra chuyện gì em cũng không cần hoảng sợ, cứ bình tĩnh làm việc của mình. Thứ ba, trong nội bộ công ty nhất định có tai mắt của đối phương. Hiện giờ anh chỉ có thể tin tưởng em nên mới bảo em thay Lạc Bân. Cái gì nên nói đều nói cả rồi. Em có gì cần hỏi cứ hỏi. Lúc này cả người Dương Thanh toát ra sự uy nghiêm của người lãnh đạo khiến Tần Y e sợ. Mặc dù cô ta có rất nhiều nghi ngờ nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc, lắc đầu nói, anh yên tâm. Em sẽ không khiến anh thất vọng. Được, nếu không có vấn đề gì, anh sẽ giao công ty cho em. Nếu bạn em Tôn Điềm thực sự có năng lực thì có thể đề bạt. Dứt lời, anh xem đồng hồ rồi đứng dậy, anh phải đi đón Tiêu Tiêu đây. Sau đó, anh quay người rời đi, để lại Tần Y vẫn chưa hết kinh ngạc, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh vẫn đi được sao? Tin tức Tần Y làm tổng giám đốc tạm thời vừa truyền ra, mọi người đều bàng hoàng. Nhiều người rất bất mãn. Đối với Tần Y vừa mới nhậm chức đúng là áp lực đè nặng. Dương Thanh cũng biết chuyện này. Anh có thể giải quyết phiền toái này dễ như trở bàn tay. Anh để Tần Y tự đối mặt với rắc rối này vì muốn rèn luyện cô ta. Chi nhánh Giang Hải chẳng là gì với anh, Yến Đô mới là chiến trường thật sự. Trong một tòa biệt thự xa hoa thuộc một trang viên khổng lồ ở Yến Đô. Một bóng người trẻ tuổi đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sau lưng anh ta còn có một người đàn ông trung niên cẩn thận nói, cậu Bân, tôi đã ép Bành Cương tự tử theo ý cậu. Bây giờ thằng vô dụng kia đang sứt đầu mẻ trán. Người được gọi là cậu Bân nhếch miệng cười, làm khá lắm. Dứt lời, cậu Bân cười híp mắt đi tới khay đựng bằng gỗ lim rót hai ly rượu vang rồi đưa một ly cho người đàn ông trung niên kia, nhiệm vụ đã hoàn thành, ông nên ra nước ngoài tránh bão. Kính ông một ly tiễn đường, cảm ơn cậu Bân. Được làm việc cho cậu là vinh hạnh của tôi. Người đàn ông đứng tuổi biết rõ thân phận của chàng trai trẻ tuổi trước mắt, không khỏi hoảng hốt vì được anh ta quan tâm, vội vàng nâng ly lên.
Keng. Tiếng chạm ly thanh thúy vang lên. Người đàn ông đó uống cạn ly. Tôi đi trước đây, đợi tôi trở về sẽ lại phục vụ cậu. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Nhưng chỉ được vài bước, ông ta bỗng thấy choáng váng. Ông ta ngày càng thở gấp, sắc mặt nhanh chóng tím tái lại. Cảm giác ngạt thở khiến ông ta sợ hãi. Trong rượu có độc. Đây là câu nói cuối cùng của ông ta trước khi lìa đời. Ngay sau đó, ông ta ngã gục xuống. Cậu Bân cười lạnh, chỉ khi ông chết, tôi mới có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ với chuyện ở Giang Hải. Hai người đàn ông mặc đồ đen lập tức đi vào khiêng xác người đàn ông đứng tuổi kia đi. Cùng lúc đó, Dương Thanh đang chờ đón Tiêu Tiêu thì nhận được điện thoại. Anh Thanh, cha ra rồi. Trước khi chết Bành Cương đã nghe điện thoại của Trần Hải. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc. Đối phương nói tiếp, nhưng vừa rồi Yến Đồ báo tin sau khi Trần Hải đi vào gia tộc Vũ Văn thì đã biến mất. Tâm sự đêm khuya. Dương Thanh nheo mắt lại, tia lạnh lùng thoát hiện lên trong mắt. Anh Thanh, có cần điều tra Trần Hải tiếp không? Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Trần Hải đã chết, chuyện này kết thúc rồi. Tạm thời đừng làm gì cả, tôi muốn xem ai sẽ nhảy ra vào lúc này. Dương Thanh thản nhiên nói, có một số việc không cần điều tra anh cũng có thể đoán được. Tập đoàn Nhãn Thanh phát triển ở Yến Đô nhiều năm nay đều do gia tộc Vũ Văn nắm giữ. Mặc dù công ty đã thuộc về anh nhưng vẫn chưa thực sự nắm trọn quyền quyết định. Nhất là trong đầu não của tập đoàn có rất nhiều người do gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng ra. Thân phận của anh lại rất nhạy cảm, có lẽ ngoại trừ chủ gia tộc Vũ Văn và đàn em thân tín không còn ai biết. Bây giờ gia tộc Vũ Văn trả tập đoàn Nhãn Thanh cho anh. Đối với nhiều người đây là cắt đứt lợi ích của họ, đâu thể để Dương Thanh thực sự lên nắm quyền. Dương Thanh dự đoán rất đúng, Lạc Bân vừa đi đầu thú, phóng viên đã lũ lượt kéo tới công ty. Tình hình bây giờ đang rất hỗn loạn, muốn ém chuyện Bành Cương tự tử xuống là điều không thể. Tần Y vừa mới nhậm chức đã phải đối mặt với áp lực cực lớn. Dương Thanh lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đón Tiêu Tiêu xong lại tới tập đoàn Tam Hòa đón Tần Thanh Tâm. Chúng ta đang đi đâu hả bố? Trên đường tới dinh thự Vân Phong, Tiêu Tiêu phát hiện đây không phải đường về biệt thự nhà họ Tần, nghi hoặc hỏi. Dương Thanh vừa lái xe vừa cười nói, bố nhớ con từng nói muốn ở trong tòa nhà xa hoa như cung điện phải không? Tiêu Tiêu gật đầu nhìn Tần Thanh Tâm ngồi bên cạnh, lại nói tiếp, con thích nhà to nhưng phải mất rất nhiều tiền mới mua được. Con không muốn bố mẹ phải cực khổ kiếm tiền. Mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, không ngờ con gái đã hiểu chuyện như vậy. Dương Thanh đã từng nghe cô bé nói vậy một lần, bây giờ ngoại trừ đau lòng anh lại cảm thấy may mắn. Ít nhất anh có thể thỏa mãn một nguyện vọng của con gái. Tiêu Tiêu, bây giờ chúng ta sẽ tới nhà mới. Tần Thanh Tâm cầm tay con gái, dịu dàng nói. Nhà mới? Tiêu Tiêu hoài nghi hỏi lại. Đúng vậy, nhà mới, ngôi nhà to lớn như cung điện, Tần Thanh Tâm cười nói. Hai mắt Tiêu Tiêu lập tức sáng rực, reo lên, thật sao mẹ? Đương nhiên là thật, đợi lát nữa con sẽ biết. Thấy con gái kích động như vậy, Tần Thanh Tâm cũng rất vui. Trước kia ở biệt thự nhà họ Tần, Châu Ngọc Thúy ngày ngày kiếm chuyện mắng chửi ầm ĩ, ở trên tầng vẫn còn nghe thấy. Cô vốn muốn dẫn Tiêu Tiêu bỏ đi, không ngờ Dương Thanh lại giúp cô làm được, còn là một tòa biệt thự vô cùng tráng lệ. Tới dinh thự Vân Phong, Tiêu Tiêu vừa xuống xe liền bị tòa biệt thự y hệt cung điện dọa sợ ngây người, kích động hô lên, bố mẹ, đúng là cung điện thật. Tốt quá, con được ở trong cung điện rồi. Tiêu Tiêu vui sướng chạy nhảy khắp nơi trong biệt thự như chú chim nhỏ. Thấy con gái như vậy, hai vợ chồng đều rất hạnh phúc. Tần Thanh Tâm vẫn chưa biết chuyện của tập đoàn Nhãn Thanh. Tới tận 8 giờ tối, chưa thấy Tần Y về nhà cô mới lo lắng hỏi, sao Y Y vẫn chưa về. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, lại đọc được tin tức về tập đoàn Nhãn Thanh chiếm trọn trang đầu của trang tin tức Giang Hải. Tập đoàn Nhãn Thanh coi mạng người như cỏ rác. Nghiêm hình bức cung nhân viên trước mặt mọi người, ép nhân viên nhảy lầu tự sát. Tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhãn Thanh có quan hệ nam nữ mờ ám, lạm dụng chức quyền. Tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhãn Thanh bị bắt, người tình lập tức đảm nhậm chức tổng giám đốc tạm thời. Mấy tin tức liên tiếp đều về tập đoàn Nhãn Thanh. Tần Thanh Tâm ấn mở một tin bất kỳ. Sau khi đọc xong, sắc mặt cô tái nhợt, cô nhìn Dương Thanh đang chơi đùa với Tiêu Tiêu. Chợt hỏi, xếp Lạc bị bắt, Tần Y lên làm tổng giám đốc tạm thời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô chỉ biết Dương Thanh có quan hệ không tầm thường với Lạc Bân nhưng không rõ quan hệ của anh với tập đoàn Nhạn Thanh. Sau khi đọc xong tin tức, cô đã biết nữ chính trong bài báo chính là Tần Y. Lạc Bân đầu thú đấy, chuyện này còn ẩn tình khác. Ông ta sẽ ra ngay thôi, nhưng mấy ngày này cần Tần Y đứng ra đảm đương chuyện công ty. Dương Thanh đáp, do dự một hồi lại nói tiếp, anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Thăng chức cho Tần Y là ý của anh. Nghe anh nói xong, Tần Thanh Tâm sững sờ. Chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, anh là người của gia tộc Vũ Văn sao? Tần Thanh Tâm bừng tỉnh, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Dương Thanh, rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện. Không chỉ đau lòng, cô còn cảm thấy chua xót. Đến cả Tần Y còn biết nhiều chuyện về anh hơn cả cô. Dương Thanh im lặng một lúc rồi nói Tâm, anh không cố ý giấu em, anh chỉ không muốn em phải cùng anh đối mặt với những chuyện này. Anh luôn nói yêu em, nói em là vợ anh nên mới giúp em. Nhưng anh có bao giờ coi em là vợ anh không? Tần Thanh Tâm bật khóc nức nở, chẳng lẽ trong mắt anh em là loại phụ nữ chỉ biết hưởng thụ, không thể chịu khổ với chồng mình sao? Không phải, sao anh lại nghĩ em như vậy được? Thấy Tần Thanh Tâm khóc, Dương Thanh rất sốt ruột. Anh biết thế nào là vợ chồng không? Vợ chồng chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tần Thanh Tâm mếu máo nói, vợ chồng thật sự khi gặp khó khăn sẽ cùng nhau vượt qua, có hạnh phúc sẽ cùng nhau chia sẻ. Chứ không phải giống như anh tự cho là tốt cho em. Anh làm vậy sẽ khiến em cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn. Dương Thanh ngơ ngác nhìn cô, anh chưa từng nghĩ tới những điều này. Chỉ vì không muốn Tần Thanh Tâm phải chịu thêm gánh nặng nên mới không nói mình có quan hệ với gia tộc Vũ Văn. Nhưng anh không ngờ rằng đây không phải là điều Tần Thanh Tâm thực sự muốn. Mong muốn của cô rất đơn giản, đó chính là được đồng cam cộng khổ với anh. Dương Thanh vẫn tưởng Tần Thanh Tâm không chấp nhận mình. Đến khi cô nói ra những lời này, anh mới biết cô đã thực sự coi anh là chồng. Tâm, anh xin lỗi. Rất lâu sau đó, Dương Thanh chân thành xin lỗi rồi tỉnh trọng nói. Sau này anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Đêm đã khuya, Tiêu Tiêu ngủ gật trong lòng Tần Thanh Tâm. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai vợ chồng nằm trên giường nhưng không thể chợp mắt nổi. Anh họ Dương cơ mà, sao lại là người của gia tộc Vũ Văn? Tần Thanh Tâm không phải loại phụ nữ gây sự vô lý. Sau khi hết giận, cô chủ động bắt chuyện với Dương Thanh. Từ ngày anh và mẹ bị đuổi khỏi gia tộc, anh bắt đầu theo họ mẹ. Gia tộc Vũ Văn và anh cũng không còn quan hệ gì nữa. Dương Thanh chợt lên tiếng, lần đầu tiên kể cho Tần Thanh Tâm nghe chuyện của mình, tập đoàn Nhạn Thanh là mẹ anh tự gây dựng khi chưa gặp gỡ người đàn ông đó. Hai lựa chọn. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Dần dần, Dương Thanh đã kể lại tất cả mọi chuyện của mình cho Tần Thanh Tâm. Vốn Tần Thanh Tâm còn oán hận anh, nhưng nghe anh kể xong, toàn bộ oán hận đã tan thành mây khói. Trò chuyện suốt một đêm cũng kéo gần quan hệ của hai vợ chồng. Sáng ngày hôm sau, ba người đang định ra khỏi nhà thì thấy Tần Y xuất hiện, nét mặt mệt mỏi. Chị, anh rể, chào buổi sáng. Tần Y chủ động chào hỏi. Tần Thanh Tâm vẫn lo lắng cho Tần Y, thấy cô ta chủ động chào hỏi thì thở phào nhẹ nhõm. Em không sao chứ? Tần Thanh Tâm vẫn không yên tâm, lo lắng hỏi thêm một câu. Em không sao. Hôm qua tăng ca muộn quá không nghỉ ngơi đủ thôi. Tần Y vươn vai một cái, cười nói, hôm nay anh rể cho em đi ké xe đến công ty được không? Dương Thanh cười đáp, đương nhiên là được. Anh đưa Tiêu Tiêu đến trường và Tần Thanh Tâm đến công ty xong mới quay xe về tập đoàn Nhạn Thanh. Trên đường đi, Tần Y nói, anh rể, về cơ bản, em đã hoàn toàn nắm giữ quyền lực trong công ty. Khó khăn duy nhất chính là có rất nhiều lãnh đạo lâu năm bất mãn với việc em làm tổng giám đốc. Dương Thanh vừa lái xe vừa đáp, nếu em đã là tổng giám đốc tạm thời, toàn bộ việc công ty đều thuộc quyền xử lý của em. Can đảm lên, muốn làm gì thì cứ làm. Nếu có người không phục thì nghĩ cách khiến họ phục. Vẫn không giải quyết được thì đuổi đi. Tần Y chủ yếu muốn nghe được câu nói này của Dương Thanh, cười hì hì nói, vậy em an tâm làm rồi. Nếu quả thực rước phải phiền phức lớn. Anh phải giúp em đấy. Anh còn lo em không chịu nổi. Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi. Dương Thanh cười nói, cứ thoải mái mà làm. Lúc cần mạnh mẽ tuyệt đối không được mềm yếu. Cố gắng bồi dưỡng một số người có thể tin tưởng. Chẳng mấy chốc xe đã tới trước cổng công ty. Đợi Tần Y xuống xe, Dương Thanh lập tức rời đi. Tại nhà họ Dương ở Châu Thành. Trong một căn biệt thự cao cấp,
chủ nhà họ Dương Dương Hướng Minh ngồi trên sofa tiện tay rót một ly trà nóng hổi. Dương Uy đứng bên cạnh nói, ông nội, mặc dù nhà họ Quan đã sụp đổ nhưng các công ty dưới trướng bọn họ lại cực kỳ đoàn kết. Muốn nhúng tay vào là điều không thể. Dương Hướng Minh nhíu mày, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù sao cũng là sản nghiệp của nhà họ Quan, cho dù nhà họ Quan không còn cũng rất khó chiếm đoạt. Nhưng không phải là không thể. Ông nội, theo như cháu điều tra được, các công ty dưới trướng nhà họ Quan tương đối độc lập, lẽ ra không nên đoàn kết như vậy mới phải. Bây giờ bọn họ đồng lòng hơn cả lúc nhà họ Quan chưa sụp đổ. Dương Uy nghiêm túc nói, cháu nghi ngờ Dương Thanh đã bắt đầu hành động. Rất có thể anh ta đã tác động lên nhà họ Quan nên chúng ta mới không có cơ hội ra tay. Nghe vậy, Dương Hướng Minh không nói lời nào, chậm rãi nhấp một ngụm trà, im lặng hồi lâu. Chợt ông ta lên tiếng, chắc không phải đâu, tại cháu không tìm được thời cơ tốt nhất thôi. Chiều hôm qua tập đoàn Nhạn Thanh xảy ra chuyện, tin tức đưa đầy trên các tạp chí lớn của Giang Hải rồi. Có lẽ hiện giờ thằng nhãi kia đang rất luống cuống, bây giờ mới là cơ hội tốt của chúng ta. Hai mắt Dương Uy sáng rực, ông nội, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ lập tức đi đàm phán với các công ty dưới trướng nhà họ Quan. Cùng lúc đó, trong một phòng giam của nhà tù nào đó ở Giang Hải. Một ông cụ tóc trắng mặc quần áo phạm nhân ngồi trong một góc không ngừng run rẩy. Lão già kia, ông đây mỏi lưng, mau đấm bóp cho tao. Trên giường có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặt mày dữ tợn châm chọc nhìn ông cụ. Bên cạnh người đàn ông trung niên ấy còn có mấy người vây quanh, người bóp tay, người bóp chân cho ông ta. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên rất thỏa mãn. Ông cụ run rẩy vội vàng đi tới. Từ khi ông ta bị giam trong nhà tù này, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông ta đã bị đánh mấy trận tơi bời. Tất cả những người bị giam ở đây đều là tử tù, căn bản không biết kính dạ yêu trẻ. So với cuộc sống xa hoa lúc trước, nơi đây đúng là địa ngục trần gian. Hiện giờ ông ta chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận. Ông ta mới đấm lưng cho người đàn ông trung niên vài cái đã thấy đối phương nổi giận, con mẹ nó ông không dùng thêm sức được à. Cậu dạy cho lão ta biết thế nào là dùng sức đi, người đàn ông trung niên nói với một gã tử tù trẻ tuổi. Gã tử tù trẻ tuổi cười xấu xa đấm mấy cái vào ngực ông già kia, không chút nương tay. Ông ta đau đớn kêu lên. Đúng lúc này, quản ngục chợt mở cửa nhà giam, lạnh giọng nói, quan chính sơn, ra ngoài với tôi. Ông cụ này chính là quan chính sơn bị bắt đi trong tiệc mừng thọ 70 tuổi. Ngay sau đó, quan chính sơn bị đưa tới phòng tiếp người nhà. Trông thấy bóng người quen thuộc, ông ta kích động gào khóc. Cậu Dương, tôi biết sai tôi có mắt như mù. Xin cậu tha cho tôi một con đường sống, tôi không dám chống đối cậu nữa đâu. Quan chính sơn thấy Dương Thanh liền quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh dưới đất. Trên trán ông ta lập tức túa ra máu tươi. Quan chính sơn, hôm nay tôi đến là để cho ông một cơ hội, nhưng phải xem ông có trân trọng hay không. Dương Thanh lạnh lùng lên tiếng. Anh còn tưởng chuyến đi này sẽ không dễ dàng, nhưng thấy quan chính sơn sợ mình như vậy, xem ra sẽ rất thuận lợi. Quan chính sơn mừng rỡ nói, chỉ cần cậu cứu tôi ra khỏi nơi quỷ quái này, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Cả đời ông ta ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ trải qua ngày tháng ác mộng như hiện giờ. Hiện giờ tôi cho ông hai lựa chọn, xem ông chọn cái nào. Dương Thanh bật cười nói, thứ nhất, tôi cứu ông ra ngoài. Nhưng những người nhà họ Quan còn lại đều phải ở đây mãi mãi. Thứ hai, tôi cho ông được chết, những người nhà họ Quan còn lại sẽ được rời khỏi đây. Cho ông 10 giây suy nghĩ rồi trả lời tôi. Tôi chọn cái thứ hai, cậu giết tôi đi. Dương Thanh rất kinh ngạc, anh vừa nói ra hai lựa chọn. Quan chính sơn đã lập tức chọn cái thứ hai. Ồ, ông chắc chứ? Dương Thanh châm chọc hỏi. Câu hỏi đơn giản như vậy còn cần phải suy nghĩ sao? Tôi độc đoán tư lợi cả một đời nhưng không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Quan chính sơn cười khổ, nếu mạng của tôi có thể đổi lấy sự tự do của người nhà họ Quan, đương nhiên tôi sẽ đồng ý. Câu trả lời ông khiến tôi rất hài lòng. Tôi sẽ cho nhà họ Quan các ông thêm một cơ hội. Dương Thanh chợt mỉm cười, đứng dậy ra lệnh cho quản ngục đứng cạnh, thả hết người nhà họ Quan ra đi. Nhà họ Quan thần phục. Quan chính sơn tới cầu xin Dương Thanh với ý định cầu may, nhưng không ngờ Dương Thanh thật sự bỏ qua cho nhà họ Quan. Chẳng mấy chốc, người nhà họ Quan đều được trở về nhà.
Đến lúc này, Quan Chính Sơn mới như chợt tỉnh lại sau cơn mơ. Mấy ngày qua, những gì gặp phải trong ngục giam tử tù đã khiến ông ta sống không bằng chết, nhiều lần suýt nữa tự sát. Ông nội, lần này cháu suýt chết ở trong đó, tất cả đều là tại thằng khốn Dương Thanh kia. Chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua cho cậu ta được. Quan Tuyết Tùng nghiến răng nghiến lợi nói, mặt mũi anh ta sưng vù. Mấy ngày bị giam, anh ta đã bị đánh không ít lần. Bốp! Anh ta vừa dứt lời, Quan Chính Sơn đã tát vào mặt Quan Tuyết Tùng, tức giận nói, sau này, nếu còn ai dám đắc tội với cậu Dương nữa thì lập tức cuốn gói ra khỏi gia tộc cho tôi. Muốn chết cũng đừng liên lụy tới nhà họ Quan. Quan Tuyết Tùng là đứa cháu trai được Quan Chính Sơn thương yêu nhất, thậm chí còn được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế gia tộc. Bây giờ anh ta chỉ nói xấu người khác một câu đã bị ông ta tát ngay trước mặt mọi người. Quan Chính Sơn nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng nói, lần này chúng ta có thể ra ngoài hoàn toàn là nhờ cậu Dương không tính toán thủ cũ với chúng ta. Nếu không, cho dù chúng ta không chết sẽ bị giam ở chỗ ma quỷ đó mãi mãi. Tới lúc này, người nhà họ Quan mới biết bọn họ được thả ra là nhờ Dương Thanh. Quan Tuyết Tùng hoảng sợ. Nhớ tới những gì đã gặp phải trong nhà giam mấy ngày qua, anh ta cảm giác sống lưng ớn lạnh, vội vàng nói, ông nội, ông yên tâm, sau này cháu tuyệt đối sẽ không động vào anh Thanh nữa. Những người khác cũng bày tỏ thái độ, cụ yên tâm, chúng con nhất định sẽ không trêu chọc gì cậu Dương nữa. Đám con cháu dòng chính của nhà họ Quan quen sống an nhàn sung sướng, đã bao giờ thấy được sự khủng khiếp của nhà tù. Nhớ lại căn phòng giam hôi hám tối tăm trong mấy ngày qua. Bọn họ đều không muốn phải vào trong đó nữa. Kể từ hôm nay, nhà họ Quan chúng ta sẽ dốc sức làm việc cho cậu Dương. Khi thấy cậu ấy, các người còn phải cung kính hơn cả thấy tôi, tất cả nghe rõ chưa, Quan Chính Sơn lo lắng, lại dặn dò một lần nữa. Mọi người cảm giác được Quan Chính Sơn coi trọng Dương Thanh, ai nấy đều tỏ thái độ, dạ rõ. Ông nội, Tuyết Phong thì làm thế nào? Quan Tuyết Tùng bỗng dưng nhắc tới Quan Tuyết Phong. Lần này nhà họ Quan gặp sóng gió đều là vì Quan Tuyết Phong bắt cóc con gái của Dương Thanh. Trong bữa tiệc mừng thọ hôm đó, lúc Quan Tuyết Phong được Mã Siêu đưa tới, đã bị đánh cho gần chết, bây giờ còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trong mắt Quan Chính Sơn ánh lên vẻ không đành lòng, nhưng nghĩ tới những gì Quan Tuyết Phong đã làm, ông ta im lặng một lát mới nói thông báo cho bệnh viện ngừng chữa trị. Không cần nghi ngờ, lời ông ta nói đã tuyên án tử hình cho Quan Tuyết Phong. Người nhà họ Quan đều chấn động, nhưng ai cũng hiểu rõ, nếu không phải tại Quan Tuyết Phong, nhà họ Quan sẽ không suýt nữa bị diệt tộc. Rất nhiều người đều căm hận Quan Tuyết Phong, Quan Tuyết Tùng mất hồn mất vía. Bất kể thế nào, Quan Tuyết Phong cũng là em trai anh ta. Nhưng nghĩ tới chàng trai mạnh mẽ kia, anh ta bất lực, không dám có chút thù hận nào. Tin tức ngừng chữa trị cho Quan Tuyết Phong đã nhanh chóng truyền đến tai Dương Thanh. Quan Chính Sơn quả nhiên không làm tôi thất vọng. Dương Thanh đứng ở trước cửa sổ lớn sát đất, vẻ mặt tươi cười. Anh Thanh, nhà họ Quan sẽ không lá mặt lá trái như nhà họ Dương chứ? Mã Siêu đứng phía sau Dương Thanh, nhíu mày hỏi. Dương Thanh cười lạnh, đứng trước thực lực tuyệt đối, không có sự phản bội nào đáng để nhắc tới cả. Tôi chỉ muốn mượn tay bọn họ để tạo ra đế quốc thương nghiệp của tôi thôi. Chủ tịch, Dương Uy tới. Đúng lúc này. Tôn Điềm dè dặt gõ cửa, nói. Từ sau khi Dương Thanh giao tập đoàn Nhạn Thanh cho Tần Y quản lý, Tôn Điềm được đề bạt làm thư ký của Tần Y. Cho anh ta vào đi. Dương Thanh hờ hững nói. Dương Uy nhanh chóng được dẫn vào. Anh Thanh, đã lâu không gặp. Dương Uy vừa vào văn phòng đã cười híp mắt nói, trong lời nói không hề có ý tôn trọng. Không chờ Dương Thanh nói gì, anh ta đã ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Dương Thanh cũng không để ý, thản nhiên nói, tìm tôi có chuyện gì. Hôm nay tôi tới đây là tính bàn chuyện hợp tác với anh Thanh, Dương Uy mỉm cười nói. Chẳng phải chúng ta đã hợp tác rồi sao? Dương Thanh nhìn chằm chằm vào Dương Uy với vẻ khinh nhờn. Từ dáng vẻ không hề kính trọng của Dương Uy, anh đã hiểu được ý của đối phương. Dương Uy mỉm cười, tôi cho rằng hợp tác trước đó vẫn tồn tại một vài vấn đề. Hôm nay tôi tới đây là muốn bàn với anh Thanh về vấn đề chia lợi nhuận. Dương Thanh không nói gì, chỉ xem Dương Uy, biểu diễn. Trước kia chúng tôi cho anh 49% cổ phần công ty vật liệu xây dựng Long Hà là vì khả năng ảnh hưởng của tập đoàn Nhạn Thanh. Nhưng bây giờ, tổng giám đốc công ty chi nhánh ở Giang Hải bị bắt,
tập đoàn Nhạn Thanh đã không đủ tư cách trở thành đối tác của nhà họ Dương chúng tôi nữa. Dương Uy bắt chéo hai chân, kiêu ngạo nói, nhưng nhà họ Dương chúng tôi cũng không phải là người qua cầu rút ván. Sau khi gia tộc bàn bạc đã đưa ra hai phương án. Phương án đầu tiên, anh Thanh trả lại 49% cổ phần của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, hợp tác giữa chúng ta bị xóa bỏ. Phương án thứ hai là chúng ta tiếp tục hợp tác nhưng anh Thanh phải đầu tư thêm 100 triệu, số cổ phần giảm xuống 5%. Dương Thanh vẫn im lặng, lại nhìn Dương Uy như nhìn thằng ngốc. Đúng rồi, tôi còn có một chuyện nữa phải nói với anh Thanh một tiếng. Tập đoàn Tuyết Phong của nhà họ Quan đã đồng ý hợp tác với nhà họ Dương chúng tôi. Chúng tôi cũng đang tiếp xúc với quản lý các sản nghiệp khác của nhà họ Quan. Chắc không bao lâu nữa, tất cả sản nghiệp của nhà họ Quan đều sẽ trở thành đối tác của nhà họ Dương chúng tôi. Dương Uy lại nói, bây giờ anh còn có cơ hội hợp tác với chúng tôi. Chứ đợi sau khi chúng tôi hợp tác với tất cả sản nghiệp nhà họ Quan, sợ rằng anh Thanh chẳng còn cơ hội này đâu. Xem ra, nhà họ Dương đã quên mất một chuyện. Dương Thanh bỗng nhếch môi. Chuyện gì? Dương Uy không hiểu. Dương Thanh thản nhiên nói, tôi chưa bao giờ nói muốn hợp tác với nhà họ Dương. Dương Uy khẽ nhíu mày, xem ra anh lựa chọn phương án đầu tiên. Đã vậy, anh hãy trả lại cổ phần của công ty vật liệu xây dựng Long Hà đi. Nếu tôi không trả thì sao? Dương Thanh cợt nhả. Dương Thanh, tập đoàn Nhạn Thanh đã không còn phát triển mạnh như lúc còn trong tay gia tộc Vũ Văn nữa. Anh là một kẻ vô dụng bị gia tộc đuổi đi, cũng chỉ dám cáo mượn oai hùm ở Giang Hải thôi. Dương Uy không hề sợ hãi, nếu anh không trả lại cổ phần công ty thì nhà họ Dương tôi sẽ dạy anh nên làm người thế nào. Anh nhầm một việc, tôi chưa từng nói sẽ hợp tác với nhà họ Dương, mà bảo nhà họ Dương phải thần phục tôi. Dương Thanh chợt nhếch môi cười, nhưng bây giờ xem ra, nhà họ Dương đã lựa chọn phản bội. Nói nhảm. Dương Uy tức giận nói, nhà họ Dương đồng ý thần phục anh bao giờ? Tất cả sản nghiệp nhà họ Quan sẽ lần lượt trở thành của nhà họ Dương. Anh có tư cách gì bảo nhà họ Dương thần phục chứ? Nhà họ Dương gióng trống khua chiêng muốn chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Quan biết không? Dương Thanh mỉm cười nói. Nhà họ Quan đã bị phá hủy, nói không chừng Quan Chính Sơn đã xuống lỗ rồi ấy nhỉ? Ông ta có thể gây khó dễ được cho tôi sao? Dương Uy cười lạnh, nói ra thì tất cả những chuyện này đều nhờ có anh, bằng không nhà họ Dương chúng tôi cũng không thể dễ bước vào nhà họ Quan như vậy. Lớn lối quá nhỉ, Quan Chính Sơn tôi vẫn còn sống sờ sờ đây mà cậu lại nguyền rủa cho tôi xuống lỗ à? Dương Uy vừa nói dứt lời, bất thình lình có một bóng người đi đến. Thấy Quan Chính Sơn, mặt Dương Uy biến sắc, không thể tin nổi, sao ông vẫn còn sống? Quan Chính Sơn lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó đi tới trước mặt Dương Thanh hơi cúi đầu, cậu Dương, tôi đã kiểm kê xong tất cả sản nghiệp của nhà họ Quan. Đây là tài liệu chi tiết, còn có hợp đồng nữa. Chỉ cần cậu Dương ký tên, tất cả mọi thứ của nhà họ Quan đều sẽ thuộc về cá nhân cậu Dương. Kiếp nạn của nhà họ Dương. Thấy Quan Chính Sơn đã đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng lời ông ta nói càng làm Dương Uy kinh hoàng hơn. Ngay cả Dương Thanh cũng thấy bất ngờ. Anh biết mấy ngày qua đã khiến người nhà họ Quan sợ hãi, nhưng không ngờ Quan Chính Sơn lại bằng lòng chắp tay dâng cả gia tộc cho mình. Ông cụ Quan, anh ta đã hại người nhà ông phải vào tù, sao ông có thể giao hết sản nghiệp nhà họ Quan cho anh ta được? Dương Uy kinh ngạc tới mức nói chuyện không đầu không đuôi, ánh mắt cực kỳ khủng hoảng. Anh ta mới vừa nói Dương Thanh không có tư cách hợp tác với nhà họ Dương, còn tuyên bố muốn tiếp nhận tất cả sản nghiệp của nhà họ Quan. Quan Chính Sơn lại dâng tất cả cho Dương Thanh. Như vậy, đừng nói là chiếm đoạt nhà họ Quan, thậm chí anh ta còn chẳng có hy vọng hợp tác với nhà họ Quan nữa ấy chứ. Nhà họ Quan vốn là một trong bốn gia tộc lớn nhất Giang Hải, bây giờ cả tộc lại thể hiện sự trung thành với Dương Thanh, có thể tưởng tượng được địa vị của anh ở Giang Hải sẽ cao tới mức nào. Sợ rằng qua hôm nay, nhà họ Dương sẽ không thể kinh doanh ở Giang Hải được nữa. Mà trong thời gian này, nhà họ Dương đã tốn gần nửa tài sản để duy trì sản nghiệp của mình ở Giang Hải. Nếu nhà họ Dương bị đuổi ra khỏi Giang Hải, có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ phải chịu đả kích lớn thế nào. Quan Chính Sơn lạnh lùng nhìn Dương Uy nói, cậu là cái thá gì chứ? Cậu cũng xứng quản chuyện nhà họ Quan à? Cho dù Dương Hướng Minh có tới đây cũng không có tư cách bàn chuyện hợp tác với tôi, chứ đừng nói là bàn hợp tác với cậu Dương Thanh. Đến lúc này,
Dương Uy mới ý thức được mình gây ra họa lớn tới mức nào. Tất cả những gì anh ta nhìn thấy đều chứng tỏ nhà họ Quan đã hoàn toàn thần phục Dương Thanh. Mặt khác, tôi còn có một việc muốn tới báo cáo với cậu Dương. Quan Chính Sơn bỗng nhiên tỏ ra bi thương, nói, cháu của tôi, Quan Tuyết Phong từng gây tổn thương cho con gái cậu, tôi đã từ bỏ trị liệu cho nó. Ngay vừa nãy, bệnh viện báo tin là nó đã qua đời. Bịch, bịch, bịch. Tin tức này càng làm người ta chấn động hơn. Dương Uy liên tục lùi lại 5, 6 bước, ánh mắt hoảng loạn. Không ngờ Quan Chính Sơn có thể hy sinh cháu ruột của mình để lấy lòng Dương Thanh. Đến lúc này, anh ta mới hoàn toàn hiểu ra tất cả mọi chuyện xảy ra với nhà họ Quan hôm đó đều là do Dương Thanh thao túng. Anh có thể dễ dàng tập trung hơn 100 người cầm súng thật, đạn thật tới đối phó với nhà họ Quan, có thể dễ dàng thả Quan Chính Sơn ra. Vậy anh phải có lai lịch ghê gớm tới mức nào mới có thể làm được như vậy? Bịch! Nghĩ đến những điều này, hai chân Dương Uy nhũn ra, quỳ phịch dưới chân Dương Thanh. Anh Thanh, là tôi mắt chó coi thường người, mới dám động tới anh. Tất cả những gì tôi mới nói chỉ là quyết định của riêng tôi, không liên quan tới nhà họ Dương. Cầu xin anh hãy tha cho nhà họ Dương. Dương Uy không cầu xin cho mình mà cầu xin Dương Thanh tha cho nhà họ Dương. Theo những gì anh ta hiểu về Dương Thanh, anh tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta, đã vậy còn không bằng cầu xin cho gia tộc. Bây giờ anh ta không hề nghi ngờ, nếu Dương Thanh muốn phá hủy nhà họ Dương thật thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, điện thoại của anh ta lại đổ chuông. Khi thấy trên màn hình hiện ra số của Dương Hướng Minh, anh ta hoảng hốt run sợ. Điện thoại của ông nội anh đấy. Anh không định nghe à? Dương Thanh nhìn Dương Uy nói với vẻ giễu cợt, sau đó còn nói tiếp, mở loa ngoài đi, anh tạm thời đừng nói gì, nếu không nhà họ Dương không cần tồn tại nữa. Dương Uy run lên, ấn loa ngoài như lời Dương Thanh nói. Dương Uy, chuyện ông giao cho cháu làm thế nào rồi? Thằng nhóc kia đã trả lại cổ phần công ty vật liệu xây dựng Long Hà chưa? Nếu cậu ta không trả, ông sẽ lập tức phái người tới Giang Hải giết cậu ta. Dương Hướng Minh buông lời tàn nhẫn. Dương Uy sợ hãi tới mức run rẩy. Dương Thanh cười nhạt, giơ tay về phía Dương Uy. Dương Uy nơm nớp lo sợ dùng hai tay đưa điện thoại tới. Ông chủ Dương, cổ phần công ty vật liệu xây dựng Long Hà là quà ông tặng tôi, sao đột nhiên đòi lại thế? Vậy không thỏa đáng đâu nhỉ, Dương Thanh cười như không cười nói. Dương Hướng Minh sửng sốt khi nghe được giọng nói của Dương Thanh qua điện thoại, nhưng không hề sợ hãi. Ông ta cười khẩy, Dương Thanh, bây giờ cậu không có tư cách nói với tôi những điều này. Tôi khuyên cậu vẫn nên ngoan ngoãn trả lại cổ phần của công ty vật liệu xây dựng Long Hà đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Tốt, tôi muốn xem thử nhà họ Dương tính không khách sáo với tôi thế nào. Dương Thanh cúp máy, tiện tay ném điện thoại vào thùng rác bên cạnh. Dương Uy sợ nhún cả người, thậm chí anh ta đã tính ôm tất cả tội lỗi về mình để xin tha cho nhà họ Dương, nhưng những lời nói của Dương Hướng Minh đã hoàn toàn đẩy nhà họ Dương xuống vực sâu. Cậu Dương, tôi xử lý thằng nhóc này giúp cậu nhé. Quan Chính Sơn bỗng nhiên hung ác nói, những lời này đã dọa Dương Uy sợ muốn chết, ánh mắt Dương Thanh chợt lạnh, đánh cho tàn phế rồi trả lại nhà họ Dương. Vâng, cậu Dương. Quan Chính Sơn cung kính nói. Ngay sau đó vung tay lên, đưa đi. Nhà họ Dương ở Châu Thành. Dương Hướng Minh nghe được những tiếng tút tút trong điện thoại, sắc mặt lạnh lùng, tức giận nói, khốn kiếp, mày dám cúp điện thoại của tao sao? Người đâu, chẳng mấy chốc, quản gia nhà họ Dương đã đi tới bên cạnh Dương Hướng Minh, ông chủ có gì căn dặn ạ? Phái cao thủ đứng đầu gia tộc tới Giang Hải giết một người. Dương Hướng Minh nói giết người mà mặt không đổi sắc. Rõ ràng ông ta đã làm không ít chuyện như vậy. Chẳng qua ông ta vừa căn dặn quản gia xong, điện thoại bàn lại đổ chuông. Ông ta nhấc máy, vừa nghe được mấy câu thì mặt đã biến sắc, đứng phắt dậy, kích động và tức giận nói cái gì. Tất cả công trường và nhà kho của nhà họ Dương đều bị niêm phong à? Tập đoàn Thành Hà cũng bị niêm phong vì trốn thuế sao? Ở Châu Thành, nhà họ Dương kinh doanh bất động sản, chủ yếu là công trường và nhà kho. Nhất là công trường, cứ dừng hoạt động một ngày sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho nhà họ Dương. Đống vật liệu xây dựng chất đống trong kho hàng cũng không có cách nào bán ra. Thậm chí ngay cả tập đoàn Thành Hà lớn nhất của nhà họ Dương cũng bị niêm phong. Chuyện này gây tổn hại chí mạng cho nhà họ Dương.
Nếu trong một tuần không thể giải quyết mấy vấn đề này, nhà họ Dương sẽ hoàn toàn bị phá sản. Rốt cuộc là ai đang đối phó với nhà họ Dương? Sau khi cúp máy, gương mặt Dương Hướng Minh đờ đẫn. Ông chủ, có phải là thằng nhóc ở Giang Hải không? Quản gia dè dặt hỏi. Dương Hướng Minh không hề nghĩ tới Dương Thanh. Dù sao những năm gần đây, nhà họ Dương đã làm đủ chuyện xấu, danh tiếng ở Châu Thành cũng rất tệ, đắc tội rất nhiều thế lực. Không thể nào. Dương Hướng Minh chỉ vừa nghĩ đã trầm giọng nói, ở Giang Hải, có thể thằng nhóc kia còn lấy tập đoàn Nhạn Thanh ra mà cáo mượn oai hùng, nhưng cậu ta tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới Châu Thành được. Trong lúc nhà họ Dương rơi vào khủng hoảng, một chiếc xe 16 chỗ đỗ trước cổng nhà họ Dương, ném Dương Uy toàn thân dính đầy máu xuống, sau đó nghênh ngang lái đi. Ông chủ, không xong rồi. Cậu Dương Uy bị đánh gãy hết tay chân rồi. Dương Hướng Minh đang lo lắng cho chuyện của gia tộc, ông quản gia bỗng nhiên hoảng hốt lao vào. Cao thủ biên giới phía Bắc. Tới khi Dương Hướng Minh nhìn thấy Dương Uy, người anh ta đầy máu, hai tay, hai chân đều bị đánh gãy và đang trong tình trạng hôn mê, chưa biết có thể tỉnh lại không. Dương Thanh, tao muốn mày phải chết. Gương mặt Dương Hướng Minh dữ tợn, đột nhiên tức giận nói với một người đứng tuổi phía sau, Tiền Bưu, cậu tới Giang Hải trói thằng oát Dương Thanh về đây cho tôi. Tôi muốn tự tay giết chết cậu ta. Tiền Bưu là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Dương. Năm đó nhà họ Dương đã từng cứu ông ta, nên ông ta làm việc cho nhà họ Dương. Nhà họ Dương từ một gia tộc nhỏ phát triển thành gia tộc hàng đầu một phần là nhờ sự tàn nhẫn của Dương Hướng Minh, thứ hai là nhờ có Tiền Bưu. Nhiều năm qua, chưa từng có ai dám khiêu khích nhà họ Dương như vậy, có thể tưởng tượng được lúc này Dương Hướng Minh tức giận tới mức nào. Ông chủ, chúng ta có nên chờ cậu Dương Uy tỉnh lại, tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra rồi hãy tính không? Quản gia dè dặt hỏi. Ông ta luôn cảm thấy tất cả những gì nhà họ Dương đang gặp phải và chuyện Dương Uy bị đánh gần chết, ném trước cửa nhà là do cùng một người gây ra. Dương Hướng Minh khẽ nhíu mày, không vui nói, tôi tự biết cân nhắc về chuyện này, cậu cứ làm theo lời tôi nói. Tiền Bưu không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài. Trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải. Dương Thanh đang đọc báo thì điện thoại chợt đổ chuông, anh ấn loa ngoài. Cậu Thanh, tôi đã làm theo lời cậu dặn, đánh gãy tay chân của Dương Uy và ném ở trước cửa nhà họ Dương rồi. Trong điện thoại vọng ra giọng nói cung kính của quan Chính Sơn, ông ta nói tiếp, nhưng theo tin tức của thám tử nhà họ Quan ở Châu Thành mới gửi tới, Dương Hướng Minh đã phái Tiền Bưu tới Giang Hải, tuyên bố muốn giết cậu. Dương Thanh không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục xem báo. Anh chỉ thản nhiên trả lời, sau này, ông không cần báo với tôi về những chuyện vặt như vậy. Quan Chính Sơn thầm kinh ngạc nhưng vẫn nói thật, cậu Thanh, Tiền Bưu này không phải người bình thường. Cậu ta rất mạnh, nhà họ Dương vốn chỉ là một gia tộc nhỏ, sở dĩ bọn họ có thể phát triển thành gia tộc hàng đầu hoàn toàn là nhờ vào Tiền Bưu. Chỉ cần là người có mâu thuẫn với nhà họ Dương, Dương Hướng Minh đều sẽ phái Tiền Bưu đi ám sát. Có người nói, ngay cả mấy gia tộc hàng đầu ở Châu Thành đều không dám tùy tiện ra tay với nhà họ Dương, vì bọn họ sợ Tiền Bưu. Có tin đồn nói Tiền Bưu rất mạnh, cho dù ở tỉnh lỵ cũng hiếm có đối thủ. Quan Chính Sơn không dám che giấu. Từ sau khi vào tù, ông ta thật sự sợ Dương Thanh rồi. Đương nhiên Dương Thanh có thể cảm giác được sự thay đổi của Quan Chính Sơn, cười nhạt, ông chỉ cần hiểu là cả Chiêu Châu cũng không ai có thể giết được tôi. Quan Chính Sơn nghe vậy lại run rẩy, tim đập thình thịch. Dương Thanh nói vậy cũng là đang cảnh cáo ông ta. Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Nếu vậy, tôi không quấy rầy cậu Thanh nữa. Quan Chính Sơn nói xong thì cúp máy. Dương Thanh khẽ nhếch môi, có lẽ nên để Sâm Ba đi luyện tay một chút. Với thực lực của anh và Mã Siêu hoàn toàn có thể giết chết cao thủ trình độ như Tiền Bưu trong nháy mắt. Mặc dù Sâm Ba là ông hoàng võ sĩ Châu Phi nhưng gã chỉ là cao thủ ngoài sáng. Có rất nhiều cao thủ trong bóng tối có thể dễ dàng giết chết Sâm Ba. Sâm Ba nhanh chóng nhận được mệnh lệnh của Dương Thanh. Một mình đi tới con đường duy nhất nối Châu Thành với Giang Hải. Cậu âm thầm theo dõi, đừng để Sâm Ba xảy ra chuyện. Dương Thanh lại không yên lòng, dặn dò Mã Siêu. Dạ. Mã Siêu xoay người rời đi. Một chiếc Jeep màu đen đỗ ở ngã ba cách lối ra của đường cao tốc Giang Hải khoảng một cây. Đây là con đường duy nhất để đi từ Châu Thành đến Giang Hải. Sâm Ba dựa lưng vào cửa xe Jeep,
ánh mắt thâm trầm nhìn xe cộ qua lại. Đột nhiên, một chiếc Lexus màu đen xuất hiện, Sâm Ba búng bay mẩu thuốc trong tay, nhặt cục gạch trên mặt đất và ném qua. Rầm, cục gạch bay về phía chiếc Lexus và phát ra một tiếng động lớn. Cửa kính trước của chiếc xe Lexus nứt ra như mạng nhện. Mà ở chính giữa vết nứt còn có một lỗ thủng, cục gạch đã bay vào trong xe. Két, bánh xe trượt trên mặt đất và phát ra những tiếng ma sát chói tai, chiếc Lexus chậm rãi dừng lại ở bên đường. Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, sắc mặt u ám nhìn Sâm Ba rồi bước nhanh tới. Người đàn ông đứng tuổi này chính là tiền bưu cao thủ hàng đầu được nhà họ Dương phái tới ám sát Dương Thanh. Khi ông ta vừa xuống xe, Sâm Ba lập tức cảm giác được một luồng sát khí mạnh mẽ. Vẻ mặt Sâm Ba vô cùng nặng nề, thầm hiểu người trung niên này là cao thủ. Cậu được Dương Thanh phái tới à? Tiền bưu dễ dàng đoán được mục đích của Sâm Ba. Sâm Ba lạnh lùng nhìn tiền bưu, ông cũng xứng để giết anh Thanh sao? Sâm Ba vừa dứt lời, đã vung nắm đấm, lao về phía tiền bưu. Không biết tự lượng sức mình. Tiền bưu lạnh lùng nói, dường như không hề cảm nhận được Sâm Ba muốn giết mình, chỉ chậm rãi bước tới. Một giây tiếp theo, Sâm Ba đã lao tới và vung một nắm đấm ra. Bốp! Trong chớp mắt, tiền bưu đột nhiên giơ một tay ra, nắm lấy nắm đấm của Sâm Ba. Mặt Sâm Ba biến sắc, Sâm Ba biết rõ mình đấm mạnh thế nào, bây giờ lại bị đối phương dễ dàng cản được, nghĩ cũng biết thực lực của đối phương hơn xa mình. Thực lực thế này mà cũng đòi tới ngăn cản tôi à? Tiền bưu cười lạnh, trong một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện một con dao găm ánh bạc. Ông ta đâm về phía cổ của Sâm Ba mà chẳng hề do dự. Sâm Ba không hề ngờ đối phương vừa ra tay đã dùng tới vũ khí lạnh. Sâm Ba cảm giác được nguy hiểm, vung một nắm đấm khác ra. Bốp! Nắm đấm của Sâm Ba đánh vào cổ tay tiền bưu nhưng chỉ làm quỹ đạo của con dao găm thay đổi một chút, vẫn không có cách nào ngăn cản ông ta giết mình. Khi con dao găm sắp đâm vào cổ Sâm Ba, một bóng người đột nhiên lao tới. Cút ngay! Mã Siêu vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối lại như con thú hoang sổng chuồng, đấm mạnh vào ngực tiền bưu. Tiền bưu cảm giác ngực bị đập mạnh, phải lùi lại 7-8 bước mới đứng vững được. Sâm Ba thở hổn hển, nhìn Mã Siêu, gã vừa suýt chết. Cậu không phải là đối thủ của ông ta đâu, mau tránh ra. Mã Siêu nói với Sâm Ba, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tiền bưu. Ngay cả Mã Siêu cũng cảm thấy nguy hiểm khi phải đối mặt với tiền bưu. Nghĩ cũng biết thực lực của đối phương mạnh tới mức nào. Máu trong người tiền bưu như sôi lên, ánh mắt khiếp sợ. Không ngờ một cú đấm của Mã Siêu đã đánh cho ông ta phải lùi lại 7-8 bước. Cậu là ai? Tiền bưu điều chỉnh cảm xúc, chợt lên tiếng. Ông đường đường là cao thủ biên giới phía Bắc không ngờ lại đi ám sát. Ông không xứng với biên giới phía Bắc, vẻ mặt Mã Siêu lạnh lùng. Từ lúc tiền bưu ra tay, anh ta đã nhận ra chiêu ám sát của đối phương bắt nguồn từ biên giới phía Bắc. Nghe Mã Siêu nói vậy, tiền bưu run rẩy, chấn động cậu. Cậu rốt cuộc là ai? Vua bóng đêm. Tiền bưu đang rất kinh hãi. Nhiều năm qua, chưa từng có ai phát hiện ra thân phận của ông ta. Hôm nay ông ta vừa ra tay đã bị nhận ra, quan trọng hơn là đối phương còn rất trẻ tuổi. Mã Siêu cười khẩy, kẻ đào ngũ ở biên giới phía Bắc không có tư cách biết tôi là ai. Vừa dứt lời, chân Mã Siêu thoáng di chuyển đã lập tức biến mất. Tiền bưu chỉ cảm giác đối phương như một con thú dữ đột nhiên phát ra khí thế hoàn toàn áp chế ông ta. Ông ta không dám khinh thường, nắm chặt con dao găm trong tay và vung vẩy như điên, đánh nhau với Mã Siêu. Ông chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Mã Siêu lại đấm một phát làm tiền bưu phải lùi lại hơn 10 mét, lạnh lùng nói. Vừa giao đấu ngắn ngủi, ánh mắt tiền bưu ngạc nhiên, hoảng sợ nói, kỹ thuật chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Cho đến lúc này, tiền bưu mới hiểu được đối phương cũng xuất thân từ biên giới phía Bắc. Khi ông ta còn ở biên giới phía Bắc đã được công nhận là vua bóng đêm, là một trong những cao thủ mạnh nhất. Không ngờ bây giờ ông ta lại gặp phải một cậu thanh niên khoảng 25 tuổi còn mạnh hơn cả mình. Có thể tưởng tượng được đối phương ở biên giới phía Bắc tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Trong mắt tiền bưu hiện lên sự sợ hãi. Ông ta không sợ chết, nhưng sợ những chuyện mình đã làm trong mấy năm qua sẽ bôi nhọ biên giới phía Bắc. Tiếp tục, Mã Siêu thấy đối phương cứ im lặng, chân đột nhiên di chuyển, lao về phía tiền bưu. Cảm nhận được ý chí chiến đấu mãnh liệt của Mã Siêu,
Tiền Bưu buộc phải đánh tiếp. Cho dù thực lực của ông ta không bằng Mã Siêu, ông ta vẫn phải cố hết sức ứng phó. Sâm Ba đứng cách đó không xa đang vô cùng chấn động, trợn tròn hai mắt. Lúc này, bất kể Mã Siêu hay Tiền Bưu đều thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Sâm Ba. Thậm chí Sâm Ba còn không có cách nào nhìn rõ được từng đòn đánh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người va chạm không ngừng làm gã hoa cả mắt. Tôi không rảnh chơi với ông. Mã Siêu đột nhiên cười lạnh và tung ra một nắm đấm. Bịch! Ngực Tiền Bưu như bị một chùy sắt rất nặng đập trúng, cơ thể bay ra ngoài. Keng một tiếng, con dao găm rơi xuống đất. Mã Siêu chậm rãi bước tới trước mặt Tiền Bưu, từ trên cao nhìn ông ta nói, vua bóng đêm, chẳng qua chỉ có vậy. Rốt cuộc cậu là ai? Tiền Bưu lau vết máu trên khóe miệng, nghiến răng hỏi. Một kẻ đào ngũ cũng có tư cách hỏi thân phận của tôi sao? Mã Siêu khinh thường nói. Cậu câm miệng, tôi không phải là kẻ đào ngũ. Không phải, Tiền Bưu vô cùng kích động, tức giận gào lên. Ở biên giới phía Bắc, tên mỗi liệt sĩ đều in sâu trong đầu mỗi người lính. Tên vua bóng đêm của ông cũng vậy, tôi còn học thuộc lòng từng sự kiện xảy ra trong cuộc đời ông. Tiền Bưu, nam, dân tộc Hán, 35 tuổi, vua bóng đêm ở biên giới phía Bắc, từng một lần nhận được chiến công hạng 1, 3 lần nhận chiến công hạng 2, 6 lần nhận quân công hạng 1, 10 lần nhận quân công hạng 2. Đồng chí Tiền Bưu đã tham gia tổng cộng 108 nhiệm vụ ám sát chưa từng thất bại, mỗi lần đều hoàn thành xuất sắc. Đồng chí ấy đã nhiều lần tham dự cuộc thi đấu võ tự do quốc tế, 3 lần đoạt giải Á quân, 2 lần vô địch thế giới. Đồng chí ấy đã nhiều lần tham gia công tác cứu viện, Mã Siêu kể ra từng sự kiện trong cuộc đời Tiền Bưu. Mỗi lần anh ta nói ra một chuyện, vẻ mặt Tiền Bưu lại càng đau khổ hơn. Nói tới đoạn sau, Tiền Bưu quá đau khổ hét lên, câm miệng. Cậu câm miệng lại cho tôi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Những vinh dự đó đều là bí mật chôn sâu trong lòng ông ta, cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng ông ta, bây giờ lại bị Mã Siêu khơi ra hết. Mã Siêu cười lạnh, ở biên giới phía Bắc, ông là anh hùng được tất cả mọi người nhớ mãi. Nhưng ông thì sao, ông lại làm kẻ đào ngũ, những người xem ông là anh hùng vừa nhắc tới ông lại phải rơi nước mắt. Ông không chỉ là một kẻ đào ngũ, còn là một kẻ bịp bợm. Lời Mã Siêu nói như từng mũi dao đâm mạnh vào trái tim Tiền Bưu. Đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa, Tiền Bưu quỳ trên mặt đất, gương mặt đau khổ giàn giụa nước mắt. Ban đầu, chỉ dựa vào tội ông muốn ám sát tướng quân biên giới phía Bắc, tôi đã có quyền lập tức xử tử ông. Nhưng tướng quân từng nói, người của biên giới phía Bắc không giết hại lẫn nhau. Mã Siêu lại nói, nhưng nếu có lần sau, cho dù có phải trái lệnh của tướng quân, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Anh ta nói dứt lời đã quay người rời đi. Mặt Tiền Bưu đờ đẫn, những lời Mã Siêu nói không ngừng vang vọng trong đầu ông ta. Đặc biệt là mấy từ tướng quân biên giới phía Bắc này càng khiến ông ta hoảng sợ hơn. Nhà họ Dương phái ông ta tới Giang Hải ám sát Dương Thanh. Mã Siêu đã canh giữ ở đây từ trước, còn vừa nói người ông ta muốn giết là tướng quân biên giới phía Bắc. Vậy nói cách khác, Dương Thanh chính là tướng quân biên giới phía Bắc. Đến lúc ông ta kịp phản ứng thì Mã Siêu đã lên chiếc xe Jeep màu đen, Sâm Ba lái xe rời đi. Ầm ầm. Đột nhiên có sấm sét từ trên cao đánh xuống, trời lập tức đổ mưa như chút nước. Tiền Bưu quỳ giữa trận mưa to, cả người đã ướt sũng. Ông ta gào khóc vô cùng bi thương. Đến khi Mã Siêu tới gặp Dương Thanh ở tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Nhạn Thanh, anh ta kể lại chuyện của Tiền Bưu ở biên giới phía Bắc. Dương Thanh hơi híp mắt, biên giới phía Bắc không có kẻ nào hèn nhát. Tôi không tin đường đường là vua bóng đêm sẽ làm kẻ đào ngũ. Không phải anh tự tin một cách mù quáng, mà anh rất có lòng tin vào biên giới phía Bắc. Chắc hẳn ông ta có chuyện gì khó nói. Khi em nhắc tới những sự kiện trong cuộc đời của ông ta rất đau khổ, rõ ràng vẫn có tình cảm rất sâu đậm với biên giới phía Bắc, Mã Siêu cũng nói. Cậu lập tức đi điều tra xem ông ta đã gặp phải rắc rối gì, Dương Thanh dặn dò. Vâng, anh Thanh. Sau khi Mã Siêu rời đi, Dương Thanh đứng trước cửa sổ sát đất. Mắt nhìn chằm chằm về phía Bắc, trong lòng mơ hồ có chút nhớ mong. Tại nhà họ Dương ở Châu Thành. Thấy Tiền Bưu đột nhiên trở về, Dương Hướng Minh cười kiêu ngạo, cậu Bưu đã ra tay, quả nhiên tuyệt đối không xảy ra sai sót. Bây giờ Dương Uy còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời giữ được tính mạng,
nhưng hai tay, hai chân bị rút gân, xương bị đánh nát, hoàn toàn không có khả năng phục hồi, sau này sẽ phải nằm trên giường cả đời. Mà Dương Uy lại là đứa cháu trai được Dương Hướng Minh cực kỳ yêu thương. Bây giờ anh ta gặp phải tình cảnh như vậy, có thể tưởng tượng được Dương Hướng Minh muốn giết Dương Thanh thế nào. Khi người nhà họ Dương đều cảm ơn tiền bưu, ông ta đi tới trước mặt Dương Hướng Minh và nói, xin lỗi ông chủ Dương, tôi đã làm ông thất vọng rồi. Dương Hướng Minh đang cười lập tức nghiêm mặt, ánh mắt có chút không vui, tiền bưu, cậu nói vậy là sao? Xin lỗi, tôi không thể nào tiếp nhận nhiệm vụ lần này được. Tiền bưu bình tĩnh nói, tôi đi theo nhà họ Dương 8 năm, đã từng cứu mạng ông chủ Dương, làm rất nhiều việc cho ông chủ Dương. Cũng trả hết ơn trước đây nhà họ Dương cứu mạng tôi từ lâu. Đã đến lúc tôi rời đi rồi. Vẻ mặt Dương Hướng Minh cực kỳ khó coi. Những năm gần đây, vì có tiền bưu nên ông ta không hề sợ hãi, từng đắc tội rất nhiều người. Một khi tiền bưu rời đi, tình cảnh của ông ta sẽ càng khó khăn hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu phải rời khỏi nhà họ Dương chứ? Dương Hướng Minh không cam lòng. Ông đã đắc tội một người mà ông không được phép chọc giận. Nhà họ Dương sắp tàn đời rồi, tiền bưu bình tĩnh nói. Hỗn xược. Ông ta chỉ nói thật nhưng lại khiến Dương Hướng Minh giận tím mặt, nhà họ Dương từ gia tộc nhỏ đi lên tới ngày hôm nay, có nhân vật lớn nào mà chưa từng gặp qua. Đừng nói là Châu Thành nhỏ bé, cho dù cả tỉnh Giang Bình, làm gì có ai phá hủy được nhà họ Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.